lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, sở hướng nam. chương 46 Trên một con du thuyền, sở hướng nam đã chuẩn bị xong bữa tối dưới ánh nến, hoa tươi, quà tặng. Một chiếc taxi dừng trước bến tàu, người xuống xe quả thực là Tô Yên. Bóng dáng của Tổ Yên vừa xuất hiện ở bến tàu, lập tức bị vạn nhất nhìn thấy qua ống nhòm. Mới đầu vạn nhất cho là mình nhìn nhầm rồi, đêm hôm khuya khoát, Tô Yên tới bến tàu làm gì? vạn nhất lại cầm ống nhòm lên nhìn, đúng thật là Tô Yên. Tô Yên nhìn điện thoại, bên trên có tin nhắn sở hướng Nam gửi đến, dựa vào thông tin cô tìm được sở hướng Nam ở chỗ du thuyền. Tô Yên đứng trên du thuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bò biết tết cùng hoa tươi trên bàn. Sở hướng Nam, rốt cuộc anh có ý gì? Hẹn tôi tới nơi này là vì sợ Tô Vân biết được sao? Sở hướng Nam đúng là sợ Tô Vân biết được, cho nên mới chọn nơi này. Yên yên, còn đang tức giận ư. Sở hướng nam cầm món quà đã chuẩn bị xong của mình, mở ra cười nói, nhìn xem, đây là anh cố ý chuẩn bị cho em. Bên trong hộp quà là một sợi dây chuyền. Trên một chiếc du thuyền khác, vạn nhất chấn động chửi thề, má nó. Anh ta cũng quá xui xẻo rồi, thế nhưng bắt gặp Tô Yên đang cùng bạn trai cũ hẹn hò. Việc này nếu như để lão đại biết được thì sẽ đến mức nào nữa? Vạn nhất, phát hiện ra gì vậy? Lục cận phong đeo mặt nạ, chống gậy đi ra từ bên trong du thuyền. Audio điện tử võ tấn bền. Vạn nhất ấp úng, không, không có gì. Lục cận phong nhíu mày, đưa ống nhòm cho tôi. Lão đại, anh đừng nên nhìn thì hơn. Vạn nhất nuốt nước miếng, em lo lắng trái tim anh chịu không nổi. Lục cận phong giật lấy ống nhòm nhìn qua, đúng lúc thấy được trên du thuyền phía trước, sở hướng nam đang lôi kéo tay của tổ yên, trước mặt hai người là bữa tối dưới ánh nến, có gió biển thổi, ăn một bữa tối như vậy quả thực là lãng mạn. Vẻ mặt lục cận phong lúc này trầm xuống, hết sức khó coi, một bộ dáng đừng ai tới gần. Vạn nhất cẩn thận ôm lấy trái tim nhỏ yếu đang run rẩy. Anh ta chỉ hận không thể tự tát mình một cái, không có việc gì lại đi nhìn lung tung như vậy hả? Lão đại, người mua của lục gia hành đến rồi. Hạ vô tử trong du thuyền đi ra, khá Huy gửi tin tức đến nói, lục gia hành cũng đã đến bến tàu, tự mình gặp mặt. Lục Cận Phong lạnh mặt, ném ống nhòm sang cho Vạn Nhất, quay người bước vào du thuyền. Vạn Nhất vỗ vỗ trái tim nhỏ, cảm kích nhìn về phía Hạ Vũ, "Hạ Vũ, tới thật đúng lúc, cảm ơn." Hạ Vũ không hiểu chuyện gì. Mà Tô Yên ở bên này, Sở Hướng Nam còn đang không biết xấu hổ nói ra những lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Tô Yên, "Yên yên, diễn kịch cũng giống lắm, nhưng một vừa hai phải thôi, em nghĩ rằng anh thực sự tin em thích người đàn ông kia à?" "Người anh thích là em, cũng hứa với em." chỉ cần anh tiếp quản nhà họ sở, anh nhất định sẽ cưới em. Sở hướng nam, anh đang nằm mơ đúng không, hay là uống rượu chưa tỉnh? Tô Yên đẩy sở hướng nam ra, châm chọc nói, lúc trước những gì cần nói tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi với anh không còn quan hệ gì nữa, anh yêu ai cưới ai mặc kệ anh, còn nữa, nếu sau này dám động tới Tô Duy nữa thì đừng trách tôi trở mặt vô tình. Tô Yên, đừng không biết phải trái như vậy. Sở hướng Nam mất đi sự kiên nhẫn, trên mặt lộ ra sự tức giận, nhà họ Tô đã cắt đứt quan hệ với em rồi, ngoại trừ ỷ lại vào anh em có thể tìm ai được nữa. Tính tình của Tô Vân em cũng hiểu rồi đó, em đắc tội với nhà họ Lý, chỉ với người bạn trai nghèo túng không nhà không xe kia của em, anh ta giúp được cho em chắc. Lúc Sở Hướng Nam nói ra lời này, trong giọng nói tràn ngập sự châm biếm và khinh thường. Vẻ mặt tỏ ra mình là kẻ bề trên, không khác gì Tô Vân kia. Tô Yên nhìn chằm. Chương 47 Tô Yên nở nụ cười. Lần đầu tiên tôi gặp một người nhát gan nhu nhược lại có thể ăn nói trơn chu thành ưu điểm như thế. Sở Hướng Nam nghe vậy thì không nhịn được nhớ tới ngày đó mình lộ ra vẻ sợ sệt trước Lý Văn, lại bị Tô Yên chế giễu, thẹn quá hóa giận. Tô Yên, em đắc tội với nhà họ Lý, nhà họ Lý chắc chắn sẽ tìm em tính sổ. Chỉ cần em tỏ ra khuất phục yếu thế, anh tìm cha anh ra mặt, chúng ta cùng đến nhà họ Lý một chuyến, thay em giải quyết. Sở Hướng Nam ở trong lòng anh tôi còn kém hơn nhiều so với giã tâm của anh, anh cũng không thật lòng mà đối đãi với tôi yên tôi. đừng ở đây giả vờ thâm tình nữa. anh chỉ là không cam lòng mà thôi. nếu như tôi vì anh mà tìm chết, trong lòng anh có lẽ ngay lập tức cảm thấy thoải mái. lời nói của tô yên đã vạch trần tâm tư của sở hướng nam. anh ta đúng là không cam lòng. đảo mắt một cái, tô yên đã chạy theo người khác, không thèm ngó ngàng gì tới anh ta nữa, bảo anh ta làm sao cam lòng? yêu nhau với tô yên một năm. Ngay cả đầu ngón tay cũng chưa từng chạm qua, Tô Yên lại xinh đẹp như vậy, sao anh ta có thể để người khác dễ dàng được lợi. Sở Hướng Nam đã sớm tính toán xong rồi, với tình cảm của Tô Yên dành cho anh ta, chỉ cần anh ta cố gắng dỗ dành một chút, có thể làm cho Tô Yên cam tâm tình nguyện làm người thứ ba chờ anh ta. Trái ôm phải ấp, hưởng thụ việc hai chị em tranh giành tình cảm vì anh ta, cuộc sống như vậy, có người đàn ông nào không muốn. Nhưng nào ngờ, Tô Yên lại phải sạch quan hệ với anh ta. Anh ta đã coi thường Tô Yên rồi. Bây giờ Tô Yên lại vạch trần tâm tư của anh ta làm cho vẻ mặt của Sở Hướng Nam càng trở nên xấu đi, anh ta cũng không thèm ở trước mắt Tô Yên giả vờ nữa. Tô Yên, em có thể làm cho đàn ông si mê trước khuôn mặt đẹp của mình, cũng có người sẽ khâm phục trước sự thông minh và lòng can đảm của em, đáng tiếc, em không có bối cảnh. Một nơi như đế đô này, không có bối cảnh, cái gì cũng không thể làm. Sở Hướng Nam cười nhạo một tiếng em có thể lựa chọn theo anh hưởng thụ cuộc sống sung sướng an nhàn hay là cùng với người bạn trai nghèo túng không nhà không xe đó của em trải qua cuộc sống khốn khó em chỉ có một cơ hội lần này mà thôi nếu so về vẻ bề ngoài tô vân có chút kém hơn với tô yên đầu óc cũng không nhanh nhạy bằng loại người giống như tô vân này thích hợp nhất là làm vợ mà tổ yên thích hợp nhất là làm một trợ thủ đắc lực để cho người ta như hổ thêm cánh tô yên không chút do dự Hy vọng từ nay về sau cậu Sở đừng quấy rầy đến tôi và cuộc sống hạnh phúc của tôi với bạn trai nữa. Bỏ ngoài tại những lời này, Tô Yên xoay người xuống khỏi du thuyền. Tô Yên. Sự dứt khoát không chút lưu luyến của Tô Yên kích thích lòng tự trọng đàn ông của Sở Hướng Nam, cánh tay nhanh chóng bắt lấy bả vai của Tô Yên, thốt lên, chỉ cần em theo anh, anh sẽ ly hôn với Tô Vân. Đôi mắt Tô Yên hơi nhíu lại. Ly hôn? Cô mới không tin, cũng không quan tâm. Buông tay, Tô Yên tức giận. Sở hướng nam không chịu buông ra, đàn ông ai cũng có dục vọng chinh phục, cũng không muốn bị xem thường. Tô Yên, em bướng bỉnh cái gì, anh có thể cho em. Bình bịch, sở hướng nam còn chưa nói xong, Tô Yên trực tiếp dùng chân đá bay người này, ùm um một tiếng rơi vào trong nước. Tốt nhất anh đừng trêu chọc tới tôi nữa, nếu không gặp một lần đá một lần. Tô Yên, sở hướng nam dẫy rụa ở trong nước, nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Yên rời đi, trong mắt sệt qua một tia âm u, hổn hển nói, em sẽ phải hối hận. Tô Yên cũng không quay đầu, cô sẽ không hối hận. Cô chỉ hối hận mình không nhìn rõ bộ mặt của Sở Hướng Nam sớm một chút. Thực ra Lục Cận Phong vẫn luôn dùng ống nhòm quan sát tình hình bên này, thấy Sở Hướng Nam bị đá vào trong nước, tâm trạng cực kỳ tốt, lạnh lùng ra lệnh để cho Sở Hướng Nam ngâm trong nước lâu một chút đi. Vạn Nhất lập tức nghe hiểu, cười nói, hiểu rồi, lão đại chắc chắn làm cho anh ta ngâm đến dạng sáng. Dám đùa giỡn người phụ nữ của lão đại, muốn chết. Tô Yên vừa mới đi lên bờ, đột nhiên trên bến tàu xuất hiện mười mấy chiếc xe sang trọng lái về hướng bên này. Trong lòng Tô Yên hơi nghi hoặc, dựa vào trực giác, cô nhanh chóng né sang một bên trốn đi. Mười mấy chiếc xe sang trọng dừng lại, mấy chục tên vệ sĩ từ trên xe bước xuống, khí thế to lớn. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, lập tức có vệ sĩ tiến lên bung dù. chương 48 Lúc này trời không mưa cũng không có mặt trời, đêm hôm khuya khoát, tôi yên cũng không biết vì cái gì lại phải bung dù. Chỉ đơn thuần là để hù người. Tô Yên củi lưng trốn xuống đằng sau thùng đựng hàng ở bến tàu, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên một chút, cảm thấy có hơi quen thuộc. Tô Yên nghĩ nghĩ, đây không phải là người đứng thứ hai nhà họ Lục, Lục gia hành sao? Cô đã thấy qua ở chương trình tọa đàm, theo lời đồn người cầm quyền lớn nhất nhà họ Lục bị tai nạn xe cộ què chân hủy dung không còn sống được lâu, Lục gia hành này là người có khả năng tiếp quản toàn bộ nhà họ Lục. Nhà họ Lục này là một gia tộc lớn rất phức tạp, Lục lão đại chỉ có một đứa con trai là cậu cả nhà họ Lục, nếu thật sự chết đi, chắc chắn sẽ bị chi thứ từng bước xâm chiếm. Mà Lục lão nhi, Lục gia hành là người có giá tâm lớn nhất. Tô Yên hiểu biết không nhiều lắm, nhưng không phải không hoàn toàn biết gì gia tộc nhỏ vì tranh giành lợi ích mà mặt đỏ tại hồng, càng đừng nói tới gia tộc lớn như nhà họ lục này, hẳn là đấu nhau đến người chết ta sống mới thôi. Bày ra cục diện lớn như vậy, chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Tô Yên nghĩ bản thân nên nhanh chóng trốn đi, để tránh khi tai ương ập đến thì bản thân lại thành cá trong chậu. Tô Yên đảo mắt nhìn quanh bốn phía, thì thấy có vẻ không dễ để rời khỏi đây. Tất cả các cửa ra vào đều bị lục ra hành phái người trông coi muốn thực hiện kế hoạch thì cũng phải chờ những người này rời khỏi đây mới được đột nhiên có một chiếc du thuyền xuất hiện ở bến tàu ước chừng cũng phải có đến cả chục công nhân làm việc trong chuyến tàu này đang khuân vác hàng hóa lên tàu ngay khi vừa chất xong hàng hóa thì đột nhiên có một đám người mang mặt nạ xông ra vậy chặt bến tàu lục gia hành quay đầu lại nhìn thoáng qua thì trong lòng bắt đầu thấy nôn nóng là người của ám dạ ai để lộ tin vậy thuộc hạ đứng bên cạnh nói ngài lục mau đi trước đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Lô hàng buồn này không thể rơi vào tay người ám dạ được. Lục gia hành lập tức nói, mau bảo bọn họ nhổ neo khởi hành đi. Đây chính là lô hàng có trị giá hơn một tỷ, nếu như bị cướp thì lục gia hành sẽ đau lòng chết mất. Dấu lớn. Nhưng dù thuyền còn chưa kịp khởi hành thì người của ám giả đã động thủ rồi, trong thoáng chốc bến tàu đã lập tức trở nên rối loạn. Tô Yên Nhân lúc đang rối loạn thì mau chóng chạy khỏi đây, Lỡ như chuyện này liên lụy đến cô vậy thì xui xẻo rồi, cô vẫn cần cái mạng này mà. Lục gia hành đã sợ hãi thành như vậy, cứ coi như là đối phó được với ám giả đi nữa thì cũng thấy kiêng kỵ với ám giả. Tô Yên đang vô cùng hồi hộp nên trái tim đập rất nhanh, sau khi rời khỏi bến tàu thì bước chân của cô cũng trở nên nhanh hơn. Tô Yên đi về phía đường quốc lộ, đang định gọi xe. Đột nhiên có một chiếc xe đến gần từ hướng bến tàu và còn có một chiếc xe bám theo rất sát đằng sau nữa, tốc độ của hai chiếc xe đó đều rất nhanh. Tô Yên nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ kinh hoàng, sau khi hai chiếc xe phóng ngang qua trước mặt cô thì chỉ vài giây sau cô đã nghe được một tiếng rầm định tại nhức óc rồi. Tông xe rồi. Tô Yên vội vàng chạy tới, hai chiếc xe đều đã lật nghiêng, thân xe cũng đã hoàn toàn móc méo, biến dạng. Tô Yên trong lòng khiếp sợ, mà lúc này, một người lại từ trong xe chui ra tới. Cậu cả nhà họ lục. Tô Yên vô cùng kinh ngạc sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Lục Cận Phong cầm gậy chống đứng yên một bên, khuôn mặt đầy vết sẹo. chương 49 Lục Cận Phong kéo tay Tô Yên cùng chạy vào trong rừng. Tô Yên vẫn còn mê man, không hiểu vì sao cô lại phải chạy theo anh vào rừng nữa. Đến khi cô kịp định thần lại thì hai người đã chạy sâu vào trong rừng rồi. Còn cậu cả nhà họ Lục bị què trong miệng thiên hạ lại còn chạy nhanh như bay, có chỗ nào giống một người bị què đâu chạy trốn còn nhanh hơn cả cô nữa tô yên thở hồng hộc tôi không chạy nổi nữa đến lúc đó thì hai người mới dừng lại phía sau cũng không có ai đuổi theo nữa tô yên đỡ thân cây thở hổn hển đến khi hơi thở bình ổn lại thì cô mới nhìn đến người đàn ông trước mặt ánh mắt cô nhìn đùi của lục cận phong hỏi chân của cậu cả lục đã khỏe lại rồi sao lục cận phong cử động chân một chút lại bước hai bước khập khiếng lại què rồi tô yên giả que như thế này cũng quá qua loa rồi coi cô là con nít ba tuổi chắc tô yên cảm thấy người đàn ông trước mắt quá gian xảo vẫn là bạn trai của cô ôn nhu sao cậu cả lục lại ở bến tàu lục cận phong trầm giọng nói nghe nói chú hai kia của tôi tối nay sẽ gặp xui xẻo nên cố ý đến đây xem náo nhiệt nhưng không ngờ lại bị phát hiện muốn xem náo nhiệt thì phải trả giá đắt thiếu chút nữa đã trở thành ba ba trong dọ rồi tô yên nói những người mang mặt nạ vừa nãy nghe nói là người của tổ chức ám dạ nổi danh đấy nghe nói giết người không chấp mắt những lời đồn đãi hai chú cháu nhà này bất hòa xem ra là sự thật rồi nhìn mức độ hỏng hóc của hai chiếc xe đó thì có vẻ thực sự muốn đẩy người ta vào chỗ chết lục cận phong cong miệng khẽ cười cô còn biết cả tổ chức ám dạ sao cũng có nghe qua tô yên chưa nói là trước đây đã từng gặp mặt rồi Tô Yên đột nhiên nhớ tới lời đồn người nắm quyền của nhà họ Lục sau khi bị tai nạn xe cộ thì vừa bị hủy dung vừa bị què chân, chẳng lẽ vụ tai nạn xe cộ kia là do Cậu cả Lục, chẳng lẽ tai nạn xe cộ đó cũng là do Lục gia hành làm. Khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của Lục Cận Phong thoáng qua ý cười, cô Tô thực là thông minh, cảm ơn cô Tô lúc nãy đã ra tay cứu mạng, nếu không có khi tôi thật sự sẽ chết trong vụ tai nạn xe cộ lúc nãy rồi. Tôi, tôi cũng không có làm được gì mà Tô Yên thấy khó hiểu. Lục Cận Phong nghiêm túc nói, vừa rồi lúc tôi lái xe đã nhìn về phía cô tô nhờ vào thoáng phân tâm đó nên mới tránh được cú va chạm chí mạng đó, cho nên có thể nói là cô tô đã cứu mạng tôi. Khóe môi của tôi yên hơi giật giật, lý do cũng quá gượng ép rồi. Nhưng mà lời kế tiếp của anh càng khiến tôi yên khiếp sợ hơn nữa. Tôi thật sự không có cách này báo đáp ơn cứu mạng của cô tô, tiền tài thì quá tầm thường, vàng bạc châu báu lại càng giống như đang nhục nhã cô tô đây nghĩ tới nghĩ lui thì tôi cũng còn cách lấy thân báo đáp, cưới cô Tô, cô cảm thấy như thế nào? Tổ Yên kinh hoàng, mở to hai mắt, anh làm vậy không phải là báo ân mà là báo thủ đấy, tôi chỉ là một người tầm thường, hay là cậu cả lục cứ cho tôi tiền vàng châu báu gì đó cũng được. Cô tình nguyện bị nhục nhã bằng vàng bạc châu báu mà. Nụ cười trên khuôn mặt bên dưới mặt nạ của lục cận phong càng rõ hơn, cô nhóc này dễ xấu hổ thật đấy. Cô Tô không muốn gả vào nhà họ Lục là bởi vì tên Sở Hướng Nam kia sao?" Lục Cận Phong lạnh lùng nói, "Vừa rồi tôi thấy Tô tiểu thư dùng bữa tối dưới ánh nến với tên Sở Hướng Nam trên du thuyền rất là lãng mạn, xem ra cô Tô tiểu thư cũng là một người khẩu thị tâm phi, trước đó còn nói nếu không phải bạn trai của mình sẽ không gả, nhưng trong thoáng chốc đã hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng bạn trai mình rồi." "Ai hẹn hò, tôi đến đó để nói rõ ràng với Sở Hướng Nam thôi." Tô Yên cũng không biết vì sao bản thân phải giải thích với anh, dù sao thì trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác sợ bị hiểu lầm. Trên tay của Lục Cận Phong vẫn còn dính máu, anh dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, hơi nheo mắt lại, nhà họ Lục ra giống như đầm rồng hang hổ, cô Tô không muốn gả vào cũng là điều dễ hiểu. Nếu phải sống cùng một kẻ không biết lúc nào sẽ chết như tôi thì cũng chẳng biết bản thân còn sống được bao lâu đâu. chương 50 Chất liệu của chiếc mặt nạ lục cận phong đang đeo lúc này rất đặc biệt, căn bản nhìn không ra đây chỉ là vết sẹo giả, vết sẹo trông khủng bố dữ tợn như thật khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trước đó Tô Yên cũng rất sợ hãi, nhưng lúc này cô lại không cảm thấy sợ nữa, ngược lại trong lòng còn xuất hiện cảm giác đau lòng không rõ nguyên nhân. Lúc đó chắc là rất đau đớn phải không, một mình anh trèo chống cả nhà họ lục nhất định rất vất vả. Tô Yên nhìn bộ dáng tĩnh mịch, cô đơn của lục cận phong ngồi bên gốc cây thì thấy trong lòng rất khó chịu. Mặt thì bị hủy thành như vậy, lại còn không sống được bao lâu còn phải giả què nữa chừng ấy cũng đủ thấy nhà họ lục quả thực là đầm rồng hang hổ vị trí người cầm quyền nhà họ lục ra người cũng không phải dễ ngồi lục cận phong nghe cô nói thì thấy vô cùng xúc động anh ngẩng lên nhìn trong con người của anh đều là hình bóng của tổ yên người phụ nữ của anh đang đau lòng cho anh lần tai nạn xe cộ trước đó lục cận phong quả thực suýt nữa thì đã mất mạng rồi tô yên ngồi xổm xuống kiểm tra miệng vết thương trên cánh tay của Lục Cận Phong, miệng vết thương rất sâu giống như là bị đao chém. Nàng nhớ tới vừa rồi Lục Gia Hành có dẫn theo vệ sĩ, mấy chục tên vệ sĩ còn cầm cả đạo ngắn trong tay nữa. Bọn họ có nhiều người như vậy, anh đi xem náo nhiệt làm gì chứ, nếu thật sự phải lấy mạng bù vào thì đã để cho tên Lục Gia Hành kia được lời rồi. Không đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ thôi, Lục Cận Phong cười cười, lộ ra vài phần lạnh. Lùng, lục cận phong cũng không có nói cho tổ yên biết một vết thương này vì vừa rồi anh chỉ lo tìm kiếm tô yên ở bến tàu nên mới không đề phòng để bị chém phải tô yên nhìn miệng vết thương thì thấy trái tim quặn thắt để tôi đưa anh đến bệnh viện đi bệnh viện thì lục gia hành sẽ lập tức xác định được người vừa xuất hiện ở bến tàu xem náo nhiệt lúc nãy thật sự là tôi vậy thì việc tôi giả què sẽ bị bại lộ lục cận phong đang dựa vào thân cây thì đột nhiên bắt lấy tay của tổ yên Kéo cả người cô vào trong lòng, lại đây ngồi chờ cùng tôi một lát đi. Tô Yên bất ngờ không kịp đề phòng thì đã bị kéo vào trong ngực anh rồi. Vòng tay này khiến cô thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Tô Yên rúc vào lồng ngực của Lục Cận Phong đến mức quên mất phải phản ứng, một hương vị quen thuộc, vòng tay rộng lớn ấm áp này cũng vô cùng quen thuộc. Tô Yên ngước mắt, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng hoàn hảo của Lục Cận Phong, còn Lục Cận Phong thì cũng rũ mắt nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau thời gian giống như tạm dừng tại khoảnh khắc này, chỉ vừa nhìn nhau nhưng giống như đã trôi qua ngàn năm. Dưới ánh trăng sáng lạnh, hai người lại ôm nhau trong tư thế vô cùng ái muội. Tô Yên lúng ta lúng túng mở miệng, cậu cả lục à, mùi sữa tắm anh dùng rất quen thuộc, nhà tôi cũng dùng mùi giống vậy. Lục cận phong nghe vậy thì lập tức trở nên cảnh giác, sợ Tô Yên phát hiện thân phận thật của hắn nên anh vội vàng ho khan kịch liệt vài tiếng, rời sự chú ý của Tổ Yên khỏi chuyện vừa nãy. Lục Cận Phong giả bệnh lâu như vậy nên khả năng họ cũng có thể giả vờ như thật. Tổ Yên thấy Lục Cận Phong ho đến thở không nổi thì hơi bối rối, vội vàng vuốt ngực giúp anh, có chỗ nào không khỏe sao? Sao lại họ giữ như vậy chứ? Không, không có việc gì, Lục Cận Phong lại ho khan thêm vài tiếng, thấy đã ổn thỏa thì cũng không tiếp tục họ nữa, lát nữa sẽ tốt thôi, chỉ là bệnh cũ. Tổ Yên thấy Lục Cận Phong thật sự không họ nữa thì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cô nhìn đến cánh tay của Lục Cận Phong, miệng vết thương của anh thật. chương 51 Ánh mắt của Lục Cận Phong sáng quắc chăm chú nhìn vào cô, hỏi lại cô sẽ làm vậy sao? Tô Yên ngẩn ra rồi vô thức lắc đầu, cô sẽ không làm những chuyện chọc gậy bánh xe như... Vậy đâu? Dù sao thì trước đây suýt nữa hai người đã là vợ chồng rồi, cô đào hôn anh ta cũng không truy cứu cô, hơn nữa sau đó còn giúp cô hủy hôn với tên ngốc nhà họ phỏ kia nữa, cô không thể lấy oán trả ơn lục cận phong cười duỗi dài chân rồi lười biếng dựa vào thân cây cô qua đây ngồi đi ngồi như vậy tôi thấy hơi mệt ừm tô yên nhanh chóng ngồi qua đó ngay chính cô cũng không ý thức được tại sao bản thân lại nghe lời như vậy tô yên ngồi bên cạnh lục cận phong anh tựa đầu lên vai cô nhắm mắt dưỡng thần trời đêm tĩnh lặng tô yên sợ nếu lục cận phong thật sự ngủ say thì sẽ rất nguy hiểm bởi vì vết thương vẫn đang đổ máu cũng không biết anh còn bị thương chỗ nào khác không lỡ như ngủ luôn không tỉnh dậy nữa thì biết phải làm sao? cậu cả lục, anh đừng ngủ mà chúng ta tâm sự chút đi, chờ đến khi người của anh tới rồi ngủ tiếp. tâm sự cái gì? giọng nói của lục cận phong hơi trầm, lộ vẻ biếng nhác. tâm sự về những người vợ trước của anh đi, vì sao bọn họ lại chết? tô yên thật sự có chút tò mò, chẳng lẽ đúng như trong lời đồn bị anh làm đến chết? khuôn mặt bên dưới mặt nạ của lục cận phong thoáng mỉm cười, làm gì? Chính là chuyện đó ấy. Tô Yên thấy Lục Cận Phong vẫn không hiểu bèn nói thẳng, trong lời đồn bọn họ bị anh làm nhục đến chết, sự thật có phải như vậy hay không? Lục Cận Phong hơi nhướng mày, cô thấy tôi giống loại người máu lạnh tàn bạo như vậy sao? Tô Yên còn thật sự nhìn Lục Cận Phong từ trên xuống dưới thử đánh giá một lát giống. Lục Cận Phong lười nhác liếc nhìn Tô Yên nhưng cũng không nói gì. Tô Yên cuối cùng cũng hiểu hàm ý trong câu nói của anh, ý của anh là cái chết của những cô gái đó đều không phải do anh làm. Vậy những cô gái đó rốt cuộc vì sao lại chết? Lục Cận Phong trêu cô, muốn biết thì cô thử gả đến đây đi. Không, không được, Tô Yên lắc đầu liên tục, tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi. Cô có điện mới đi chịu chết. Phu nhân của người cầm quyền nhà họ Lục dễ làm như vậy chắc. Lục Cận Phong nhắm mắt lại, cả hai người đều trầm mặc. Trong không gian yên tĩnh thậm chí còn nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc. Nếu là trước đây, Tô Yên thật sự không ngờ tới có một ngày cô sẽ cùng ngồi với người cầm quyền của nhà họ Lục trong một khu rừng nhỏ nói chuyện phiếm. Cộng. Sau một lúc lâu, lâu đến mức Tô Yên cho rằng Lục Cận Phong sẽ không trả lời thì lại đột nhiên nghe anh nói, "Ông nội của tôi có tổng cộng 9 người con trai, 5 người con gái, cha tôi là con trai cả của nhà họ Lục, tôi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội là người nổi nghiệp do một tay ông ấy bồi dưỡng." cha tôi chỉ có một người con trai là tôi, nếu tôi chết đi thì sẽ không có ai nối nghiệp, vậy thì người kế thừa nhà họ Lục chỉ có thể chọn từ chi thứ. Tô Yên cũng không ngờ Lục Cận Phong lại giải thích những chuyện này với cô. Đây cũng có thể xem như bí mật hào môn rồi. Tô Yên lập tức hiểu ra, cho nên chú bác cô gì của anh đều không muốn anh có con, cho nên sẽ hãm hại vợ của anh. Đồn đãi ra ngoài là Lục Cận Phong không sống được bao lâu, chỉ cần lục cận phong chết trước khi có người nổi nghiệp thì những người này đã đạt được mục đích rồi. Tô Yên nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân thật may mắn nói, may mà tôi đã đảo hôn, bằng không đã sớm chết rồi. So với cảnh tượng tranh quyền đoạt lợi của nhà họ lục thì lục đục giữa cô và Tô Vân chẳng đáng nhắc đến. Lục cận phong hơi mỉm cười, cô sẽ không chết. Vì sao? chương 52 Những người khác đều đã chết, chẳng lẽ cô sẽ thắng được nhóm cô gì chú bác đó chắc? không đợi lục cận phong mở miệng, phía xa truyền đến tiếng hét ở mỉ. lão đại, lão đại, hạ vũ và hạ huy tìm được hai người. theo âm thanh, tôi yên nhìn thấy hạ vũ và hạ huy đang chạy đến. đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hạ huy, có hơi ngạc nhiên, có cảm giác như mình đã gặp ở đâu rồi, nhưng tạm thời không nhớ ra. lão đại, hạ vũ và hạ huy chạy đến, nhìn thấy vết thương trên cánh tay của lục cận phong, hạ vũ vội vàng đi đến, lão đại. Tô Yên đỡ Cận Phong đứng lên, có chút khó khăn, các cậu mau đến giúp tôi. Hạ Vũ và Hạ Huy đang muốn đi đến, thì thấy Lục Cận Phong đưa tay ra hiệu, ý bảo bọn họ tránh ra. Hạ Vũ phản ứng nhanh, phiền cô chủ Tô đỡ lão đại, tôi đi lấy xe. Nói xong, Hạ Vũ lôi Hạ Huy đi. Tô Yên hét lên, "Này, hai người các cậu cũng phải đỡ một tay chứ?" Người đã mất dạng. 7. Hạ Huy bối rối, đi theo một hồi, hỏi, "Hạ Vũ, người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Phụ nữ gì chứ, đó là bà chủ tương lai của nhà họ Lục, này mà cậu cũng không nhìn ra. Hạ Huy sợ hãi nói, lão đại có phụ nữ. Ngạc nhiên hả, Hạ Vũ trợn mắt liếc Hạ Huy một cái, lão đại chúng ta thiếu phụ nữ sao? Nhưng có thể lọt vào mắt xanh của lão đại, đến nay chỉ có duy nhất một người cô chủ tô. Tô Yên đỡ cận phong đi một lúc, sau đó mới phản ứng lại, anh bị thương ở tay, chứ chân có bị què đầu, sao anh không tự đi lục cận phong nghiêm trang nói chân bị tê phiền cô chủ tô tô yên lục cận phong cũng không thật sự dồn hết trọng lượng cơ thể vào người tô yên vươn tay ra ôm vai của tô yên đầu dựa vào người tô yên khập khiếng đi về phía trước xe dừng trên đường quốc lộ sau khi tổ yên đỡ người lên xe cô cũng vào theo ở nơi hẻo lánh thế này nếu không lên xe lỡ đầu gặp phải đám người của lục gia hành thì cô biết làm sao bây giờ Hạ Vũ lái xe hỏi lão đại vẫn là về nhà cũ. Lục cận phong nhắm mắt nghỉ ngơi về Nam Sơn. Khu biệt thự Nam Sơn chính là khu biệt thự xa hoa nhất Đế đô. Người sống ở đây không giàu có thì cũng là địa vị cao. Một giờ sau, xe chậm rãi tiến vào căn biệt thự nằm trong khu biệt thự Nam Sơn giữa lưng chừng núi. Đây là lần đầu tiên tô yên đến đây. Căn biệt thự lớn giống như một tòa lâu đài, so với căn biệt thự nhỏ kia của nhà họ tô, thật đúng không cùng đẳng cấp căn biệt thự có diện tích lên đến 10.000 10 mét vuông, xe đã chạy trong sân rất lâu. Rốt cuộc cũng dừng lại, hơn 100 người hầu đứng ở hai bên, cùng hô lên cậu chủ lục. Thế trận này, thật là lớn. Lục cận phong, tô yên há miệng thở dốc, vốn muốn nhờ người đưa cô về, lại còn chưa ra hỏi miệng, lục cận phong đã đi vào trong. Hạ vũ đi đến, cung kính nói, cô chủ tô, lão đại muốn cô đến phòng ăn dùng bữa trước. Cả đêm nay, Tôi yên vẫn chưa ăn gì, quả thật rất đói bụng. Nhưng cô lo lắng, giờ này đã trễ mà chưa về. Lỡ đầu bạn trai cô lo lắng thì làm sao bây giờ? Nghĩ xong, tôi yên nhìn thế trận trước mắt, hắn là sẽ không cho cô về rồi. Cô chỉ đành đi vào trong. Hạ vũ dẫn cô đến phòng ăn, phòng ăn vô cùng lớn, có thể chứa hơn trăm người. Trên bàn dài đã bày đầy cao lương mỹ vị, ước tính cũng phải hơn trăm món. Nhiều như vậy, làm sao ăn hết? có lãng phí quả không? Hạ Vũ nói, cô chủ Tô có thể nếm thử mỗi món một ít, chừng lát là xong, bọn họ sẽ dựa theo sở thích của cô chủ Tô, bỏ đi mấy món không thích, lần sau mấy món đó sẽ không xuất hiện trên bàn ăn nữa. Sợ là không có lần sau. Hôm nay có thể. Chương 53. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được phục vụ như vậy, thật sự là không quen. Ăn một bữa cơm, hơn chục con mắt nhìn chằm chằm, làm sao còn nuốt trôi? tất cả đi hết đi. Giọng nói từ ngoài phòng ăn truyền đến. Tô Yên quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cận Phong đã đổi sang quần áo mặc ở nhà, cao quý thanh nhã, trong đầu cô đột nhiên hiện ra một câu, người như ngọc, đàn ông có một không hai. Nếu không có vết sẹo trên mặt, chính là người hoàn mỹ nhất trên đời này. Nhóm người hầu nói, vâng, thưa cậu chủ Lục. Hạ Vũ, vâng, lão đại. Lục Cận Phong đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tô Yên, nhóm người hầu đã đi khỏi, phòng ăn rộng lớn chỉ còn hai người tô yên và lục cận phong lục cận phong liếc nhìn tô yên thức ăn không hợp khẩu vị tôi sẽ nói nhà bếp chuẩn bị cái khác không sao thức ăn ngon lắm tô yên lấy lại bình tĩnh nói cậu chủ lục cậu có thể cho người đưa tôi về được không hay xuống dưới chân núi thôi cũng được khu biệt thự ở đây không bắt được taxi cũng không gọi được xe không thể lục cận phong dứt khoát từ chối tô yên ngẩn ra không nghĩ đối phương lại từ chối thẳng như vậy. Thật là quá mất mặt. Giờ này đã trễ rồi, nếu tôi không về, bạn trai tôi sẽ lo lắng, nói thế nào thì lúc nãy tôi cũng đã đỡ anh một đoạn đường. Lục Cận Phong nhàn nhã uống trà, "Bây giờ anh đang bị thương, không thể về phòng cho thuê được, nếu để Tô Yên về, anh chỉ có thể tìm cớ tránh đi một thời gian. Cô yên tâm ngủ ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai tôi sẽ cho Hạ Vũ đưa cô về." Tô Yên mở to hai mắt nhìn anh. Ngủ ở đây một đêm, cô yên tâm mới là lạ. Nhưng lúc này về là không thể, Lục Cận Phong đã chịu nhượng bộ, nếu cô nhắc lại yêu cầu, sợ là thật sự đắc tội. Sau khi dùng bữa tối, lại có người hầu dẫn cô đến phòng ngủ, quần áo đã chuẩn bị sẵn. Tổ Yên ở trong phòng ngủ, không khỏi kinh ngạc, thầm than, kẻ có tiền đúng là vô nhân tính. Phòng ngủ rộng hơn 100 mét vuông, buồng vệ sinh còn lớn hơn cả phòng cho thuê của cô. Tô Yên là người dễ thỏa hiệp, nếu đi không được, vậy thì cứ yên tâm ở lại. Tô Yên cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Cận Phong, đêm nay có việc, không về. Cười tin nhắn xong, Tô Yên cảm thấy có chút kỳ diệu, hóa ra, khi có người trong lòng, sẽ có loại cảm giác vướng bận này. Lúc trước khi cô và Sở Hướng Nam ở chung, dù có xa cách bao lâu, cô cũng không cảm thấy gì, làm chuyện gì cũng sẽ không báo cáo. Cười tin nhắn xong, Tô Yên vào phòng tắm phòng kế bên. Lục Cận Phong cầm điện thoại khác lên nhìn, là tin nhắn của Tô Yên gửi đến. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm tin nhấn Tô Yên gửi đến, ánh mắt lộ vẻ cương chiều. Đây là bạn gái nhà mình báo cáo với mình. Lục Cận Phong có một loại cảm giác vướng bận. Gõ một chữ gửi đi, ừ. Hạ vũ ở đối diện thấy tâm trạng của Lục Cận Phong đang rất tốt, nói, lão đại, có tin tức từ vạn nhất, Lục Gia Hành bị thương phải nhập viện, ông cụ Lục đã đến xem, chuyện ở bến tàu gây ra không ít động tính, cảnh sát đã chú ý đến và bắt đầu điều tra. Ánh mắt lục cận phong trầm xuống, hai năm nay, chú hai của tôi quá mức càn rỡ, lá gan cũng ngày càng lớn, đã đến lúc ông ta nên kiềm chế lại, nếu không nhà họ lục này, sẽ bị hủy hoại trong tay ông ta. Hạ Vũ nói, cũng may trước đó chúng ta nắm được tin tức, nếu không đống lô hàng kia tràn vào thị trường, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng. Một gia tộc trăm năm, không dễ gì bắt đầu lại, kéo dài thì càng khó hơn, bị hủy chỉ là chuyện một sớm một chiều. Lục Cận phòng châm điếu thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ông nội không hồ đồ, lần này Lục Gia Hành vừa mất vợ lại thiệt quân, chuẩn bị quà giúp tôi, sáng mai tôi sẽ đến thăm chú hai. Vâng, lão đại. Phòng kế bên. Tô Yên ngâm mình trong bồn tắm lớn, vô cùng thoải mái. Sau khi tắm xong, cô thay áo ngủ, nằm xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Vốn Tô Yên nghĩ ở chỗ lạ, cô sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ lại cảm thấy thoải mái như vậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác giường hơi lún xuống, nhưng nghĩ mình đã khóa cửa, cô cũng không để ý, chờ người một cái rồi ngủ tiếp. chương 54 Lục Cận Phong nằm bên cạnh, nhìn Tô Yên ngủ say, mặt lộ vẻ cương chiều. Cô bé ngốc nghếch, Lục Cận Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Yên, ôm cô vào lòng ngực. Tô Yên ngủ cũng không thành thật, bình thường sẽ ở trong lòng ngực xoay đến xoay lui, hai tay sờ soạng. Lục Cận Phong cảm thấy bị thương, tiểu yêu tinh này thật biết tra tấn người khác. Hiện tại anh là người đứng đầu nhà họ Lục, nên không dám làm gì Tô Yên. Anh đột nhiên hối hận, nếu biết sớm như vậy, đã đưa Tô Yên về. Một đêm này, Tô Yên ngủ vô cùng ngon, mà Lục Cận Phong lại không biết đã tạt bao nhiêu gáo nước lạnh mới dập được lửa trong người mình. Hôm sau, Tô Yên tỉnh lại, lười biếng duỗi thắt lưng. Tia nắng ban mai chiếu vào, thật ấm áp, làm cho tâm trạng người ta vô cùng dễ chịu. Tô Yên thay quần áo, bước xuống lầu, phát hiện Lục Cận Phong đang dùng bữa sáng. Cậu chủ Lục, buổi sáng tốt lành. Ừm Lục Cận Phong ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, một đêm hắn không ngủ, tối hôm qua hắn nhiều lần muốn tử hình tiểu yêu tinh này tại chỗ. Dù khả năng kiềm chế rất tốt, Lục Cận Phong cũng không kiềm chế nổi. Tô Yên ngượng ngùng cười, Đi qua ngồi xuống dùng bữa sáng. Vừa mới ngồi xuống, người hầu lập tức bưng bữa sáng nóng hổi lên. Tô Yên liếc nhìn Lục Cận Phong, tuy người này rất lạnh lùng, vui giận thất thường, nhưng cũng coi là một chính nhân quân tử, cho cô một đêm ngon giấc. Nhưng Tô Yên đầu biết, cô coi người ta như gối ôm, ôm ngủ suốt một đêm. Lục Cận Phong dùng bữa, sơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại phong thái tao nhã, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Vốn Tô Yên định trực tiếp bưng bát lên uống, nhưng nhìn Lục Cận Phong tao nhã như vậy, cô không phải không biết xấu hổ, hôm nay cũng thuộc nữ một lần, tao nhã dùng bữa sáng. Hai người im lặng dùng bữa sáng, Tô Yên có cảm giác như đang dùng bữa sáng với bạn trai phòng cho thuê, lại có chút không giống. Lục Cận Phong ở trước mặt cô rất lạnh lùng, mà Lục Cận Phong của cô lại vô cùng dịu dàng. Tên giống nhau, nhưng người lại không giống nhau một chút nào. Dùng bữa sáng xong, Tô Yên nói, cậu chủ Lục, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về. Ừm, anh sẽ cho Hạ Vũ đưa em về. Vốn Tô Yên nghĩ rằng Lục Cận Phong sẽ không dễ dàng để cô đi, còn chuẩn bị một đống lý do từ chối, nào biết Lục Cận Phong lại đồng ý nhanh như vậy. Tô Yên sừng sốt một lúc mới hoàn hồn lại, cảm ơn. Hạ Vũ đi đến, cô chủ Tô, mời. Vâng. Tô Yên gật đầu, vốn muốn nói gì đó với Lục Cận Phong, nhưng lại không biết nên nói gì cuối cùng gì đều không nói mà rời đi. Nửa đường, tôi yên nhớ đến hôm qua mình đi gấp, rất nhiều đồ vật ở công ty chưa kịp thu dọn. Hạ Vũ, đưa tôi đến công ty. Vâng, xe dừng lại dưới tòa công ty, đã hơn 10 giờ. Tô Yên nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, đắc tội với Trịnh Anh Tài, cô chắc chắn là không có khả năng tiếp tục công tác. Tô Yên chuẩn bị từ chức, vừa. chương 55, Tô Yên vô cùng khiếp sợ công ty đổi chủ mới một đêm mà tập đoàn Trịnh Thị phá sản trước đó cô cũng không nghe nói tập đoàn Lục Thị muốn mua lại thật quá đột ngột hôm qua sau khi cô đi giám đốc Lưu bị Trịnh Anh Tài đuổi ra ngoài khỏi phải nói có bao nhiêu xấu hổ Thái Thanh chúc vui sướng khi người họ nói cái này gọi là báo ứng Tô Yên không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe như vậy cũng hả giận Tô Yên hỏi cô biết ai sẽ đến tiếp quản không? nghe nói là Lục Minh Khánh. Tô Yên kinh ngạc, anh ta không phải đang hoạt động trong làng giải trí à, diễn viên gì ấy. Gần như mỗi ngày Lục Minh Khánh đều xuất hiện trên màn hình TV, Tô Yên đương nhiên biết anh ta, còn biết Lục Minh Khánh chính là con trai của ông cụ ba nhà họ Lục, em họ của Lục Cận Phong. Quay phim không ảnh hưởng đến việc tiếp quản công ty, công ty chúng ta lại không lớn, nhà họ Lục không thiếu chút tiền này, chỉ là mua chơi thôi, nếu có thất bại cũng không thiệt hại gì. Thái Thanh trúc mê trai nói, hồi nãy cô có thấy không? Hôm nay một đám người ở bộ phận thư ký, ai nấy cũng cố ý ăn mặc trương diện. Nghe nói Lục Minh Khánh vẫn còn độc thân, nếu lọt vào mắt xanh của nam thần họ Lục, vậy thì hạnh phúc chết mất. Nói xong, Thái Thanh trúc liếc Tô Yên một cái, cô có bạn trai rồi, đừng giành nam thần với bọn tôi. Yên tâm, tôi không có hứng thú với Lục Minh Khánh, anh ta không phải gu tôi. Tô Yên vừa dứt lời, bỗng phía sau truyền đến tiếng nói, hừm vậy gu đàn ông của cô là gì? Tô Yên hoảng sợ, vội quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt của Lục Minh Khánh phóng to trước mặt. Không phải xui xẻo vậy chứ. Nói sau lưng người ta, bị người ta bắt được. Xấu hổ, Tô Yên hận không thể cắn đứt cái lưỡi của mình. Lục Minh Khánh nở nụ cười quỷ dị, mắt nhìn chằm chằm Tô Yên, càng hứng thủ hỏi cô làm ở bộ phận nào. Tô Yên căng thẳng, lẽ nào cô lại đắc tội với giám đốc, bát cơm khó mà giữ. Được, Bộ phận thư ký, Tô Yên lấy can đảm trả lời. Lục Minh Khánh có chút đăm chiêu, gật đầu tôi nhớ kỹ cô rồi. Đúng lúc này, giám đốc điều hành Chu Khải Sơn mang theo một đám người chạy đến đây, giám đốc Lục, tôi là Chu Khải Sơn, ở bộ phận kinh doanh. Sáng sớm Chu Khải Sơn mang theo một đám người đợi sẵn ở cửa chào đón, hoàn toàn không chú ý Lục Minh Khánh đã một mình vào công ty từ lúc nào. Lục Minh Khánh nhìn chằm chằm Tô Yên, nói với Chu Khải Sơn ở bên cạnh, triệu tập tất cả nhân viên, học sau 10 phút nữa. Nói xong, Lục Minh Khánh bỏ đi. Nếu không phải bị Lục Cận Phong lôi ra khỏi ổ chăn, bắt đến đây tiếp quản công ty, thì giờ này Lục Minh Khánh vẫn còn ngủ ngon ở nhà. Không còn cách nào khác, ai biểu cả nhà họ Lục, anh ta chỉ sợ một mình Lục Cận Phong chứ. Tô Yên cúi đầu ngồi xuống, cười gượng nói, coi bộ gần đây tôi đụng phải sao quả tạ rồi. Hôm qua đắc tội ông chủ tiền nghiệp, hôm nay lại đắc tội ông chủ đương nhiệm. Cô nên hay không nên từ trước đây? Thái Thanh Trúc cũng thấy Tô Yên thật sự xui xẻo. Đừng lo lắng, dù sao công ty nhiều người như vậy, cô chỉ cần đứng ở một góc, không để nam thần họ lục chú ý là được rồi. Chỉ đành vậy thôi. Tô Yên vội vã thụ dọn một chút, sau đó đến phòng họp, các đồng nghiệp trong công ty cũng đều lục tục đi đến. Hôm nay có khá nhiều người đến, hơn 90% nhân viên nữ trong công ty đến đây là vì Lục Minh Khánh. Ai nấy cũng trang điểm lồng lộn, không khác gì đang tham gia cuộc thi sắc đẹp. Tô Yên cố tình đứng ở trong góc, bị đồng nghiệp cao lớn che lại, có lẽ sẽ an toàn. Giám đốc Lục, mời. chương 56 Theo giọng nói của Chu Khởi Sơn, bóng dáng của Lục Minh Khánh nhanh chóng tiến vào tầm mắt của mọi người. Tô Yên hơi dịch người sang một bên, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình lục minh khánh dừng lại ánh mắt lướt qua mọi người ở trong phòng một lượt cuối cùng dừng lại trên người tô yên nói đúng hơn lục minh khánh chỉ nhìn thấy nửa người của tô yên người phụ nữ này thật thú vị lục minh khánh nhếch môi cười quỷ dị khiến cho đám đồng nghiệp mê trai trong phòng họp hai mắt tim bay phấp phới xúc động hét lên đẹp trai quá nam thần họ lục cười lên siêu cấp đẹp trai tim tôi đập nhanh quá Nam thần họ Lục cười với tôi đúng không? Mơ hả, rõ ràng là cười với tôi. Má ơi, nam thần họ Lục đi tới đây. Đồng nghiệp nữ lớn gan, ngượng ngùng hỏi, "Nam thần họ Lục, có thể ký tên cho tôi được không?" Lục Minh Khánh nhếch môi cười, vô cùng thân thiết, lộ ra hàm răng trắng tinh, tựa như ánh mặt trời lại giống như ma quỷ, "Được." "Má ơi, nụ cười này, quả thật là một đòn chí mạng." Nữ đồng nghiệp xúc động ngất ngay tại chỗ. Chu Khải Sơn lập tức gọi bảo vệ khiêng người ra ngoài. Lục Minh Khánh đút một tay vào túi quần, đôi chân thon dài, khí chất xuất chúng đi tới chỗ ngồi chính. Nơi đi qua đều gây không ít náo loạn. Cuộc họp cấp cao của công ty biến thành một buổi gặp mặt ngôi sao. Lục Minh Khánh không có một chút kinh nghiệm quản lý công ty, hoàn toàn là bị Lục Cận Phong mạnh mẽ ép tới. Anh ta cũng đã tìm hiểu qua công ty này, không biết chính thanh tài đắc tội gì anh họ mình, mà trong một đêm công ty bị mua lại ra tay đúng tàn nhẫn. Tô Yên vẫn trốn ở góc phòng, cuộc họp vừa kết thúc, cô lập tức hòa vào đám đông đi ra ngoài. Tô Yên tới quầy ba, rót ly nước, tự an ủi mình. Coi như là tránh được một kiếp nạn. Tô Yên, cô ở trong này hả? Thái Thanh Trúc hưng phấn đi vào, trên tay cầm quyển nhật ký, thấy không? Chữ ký tay của lục nam thần đó, đêm nay tôi sẽ ôm quyển nhật ký này đi ngủ. Như vậy nam thần có thể đi vào giấc mơ, hẹn hò với tôi. Tô Yên giở khóc giở cười, chỉ là chữ ký thôi mà, có bao nhiêu tuổi rồi, còn theo đuổi ngôi sao. Không chiếm được, cũng không cho tôi mơ một chút à Thái Thanh chúc liếc Tô Yên một cái, người ăn no không biết người đói, bạn trai cô còn đẹp hơn nam thần họ Lục, đương nhiên cô không động tâm. Đương nhiên, Tô Yên đặc biệt tự hào, ai cũng không đẹp bằng bạn trai của tôi. Bớt khoe khoang, biết người ta là chó độc thân, còn thích chọc tức người ta, bạn tốt. Tô Yên cười, được rồi nếu có nam sinh nào chất lượng tôi sẽ giới thiệu cho cô đầu tiên thái thanh trúc cười nói nhớ phải giữ lời ừ tô yên mỉm cười đúng rồi trưa nay tôi muốn đến bệnh viện một chuyến có việc gì thì gọi điện cho tôi không thành vấn đề thái thanh trúc đưa tay ra dấu tô yên dự định tới bệnh viện thăm tô duy thuận tiện nghiên cứu di vật mẹ cô để lại trong hộp gỗ rốt cuộc đựng thứ gì bệnh viện nằm gần công ty tô yên vừa bước ra khỏi công ty đang tính bắt xe thì đụng phải người cô không muốn gặp nhất. Tô Vân từ trên xe thể. Chương 57. Đây là Tô Vân đang nhắc nhở cô, tuy hai người cùng là cô chủ của nhà họ Tô, nhưng khoảng cách lại chênh lệch rất nhiều. Ánh mắt Tô Yên không chút gợn sóng, liếc nhìn túi quà, lạnh lùng nói, tôi trời sinh đã đẹp, không dùng tới những thứ đó, cô giữ lại bản thân dùng đi. Tô Vân nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng. Ánh mắt Tô Vân tràn đầy ghen tị cô ta không biết Tô Yên dùng loại mỹ phẩm gì, mà làn da mềm mịn, trắng nõn như trứng gà bóc. Tô Yên đột nhiên kêu lên một tiếng. Sao vậy? Tô Vân bị dọa cho giật nảy mình. Tô Yên nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vân, nếp nhăn, thật dài quá đi, quầng thâm dưới mắt, chật chật, sao lại có mấy cái mụn dưới mũi thế này? Hả? Ở đâu? Ở đâu? Tô Vân nghe vậy thì lo lắng, cô ta nhanh chóng lấy gương từ trong túi sách ra, nhìn một lượt nào có nhìn thấy quầng thâm và mụn như tô yên nói ý thức được bản thân bị đùa bớn tô vân tức giận thở gấp tô yên cô chơi tôi phải tôi chơi cô đấy tô yên cười lạnh đừng cả ngày chuốc nhọc nữa không muốn bị đánh hay bị kích động thì tránh xa tôi ra một chút gương mặt này xinh đẹp như vậy đừng để lại bị đánh thành đầu heo trong lòng tô vân vừa tức giận vừa khó chịu nghĩ đến mục đích cô ta đến đây nén giận nói chị lúc trước là hiểu lầm mà thôi Nói sao đi nữa chúng ta cũng là con gái nhà họ Tô, giữa chị em với nhau nào có thù lâu vậy chứ? Tôi đã cắt đứt quan hệ với Tô Đình Nghiêm rồi, tôi và Tô gia cũng chẳng còn quan hệ gì nữa, nào có thể tính là chị em cùng nhà với cô. Tô Yên cười lạnh nói, về phần cô và nhà họ Tô có còn quan hệ gì nữa hay không thì cũng không biết chừng. Tô Yên, cô có ý gì? Tô Vân có chút hoảng sợ, lẽ nào Tô Yên biết cô ta là con gái ruột của Chu Hoàng Long hay sao? Không Tô Yên không thể nào biết được. Tô Yên bình tĩnh lại, không dám nhìn vào mắt Tô Yên, nói thật ra hôm nay là cha kêu tôi đến, nhà họ Lý muốn nhận cô làm con gái nuôi sao. Thì ra là đến điều tra chuyện này. Sao, cô ghen tị à? Từng chữ của Tô Yên đâm thẳng lên ngực Tô Vân. Tô Vân quả thực là ghen tị đến muốn phát điện, cả đêm không sao chập mắt được. Dựa vào đâu mà chuyện gì tốt cũng rơi lên đầu Tô Yên nhà họ lý dựa vào đâu mà nhận cô là con gái theo tôi thấy lý mộc sinh chỉ là thuận miệng mà thôi tôi khuyên cô đừng quá nghiêm túc nếu không thất vọng sẽ càng lớn đến lúc đó thực nực cười chết mất ồ tô yên cười cười thực sự là làm một số người thất vọng rồi lý mộc sinh thật muốn nhận tôi làm con gái nuôi phải rồi đến tiệc nhận người thân cô nhất định phải tới đây tôi sẽ đích thân đưa thiệp mời tô vân nghiến răng sao cơ não của lý mộc sinh ông ta bị cửa kẹt rồi sao tại sao lại nhận cô làm con gái nuôi cơ chứ ghen tị à tô yên cười cô ghen tị cũng vô dụng người lý mộc sinh nhận là tôi không phải có tô vân tức giận đến mức cả mặt vặn vẹo hai tay nắm chặt móng tay đâm sâu vào da thịt lửa ghen tuông trong mắt như muốn thiêu đốt cả người tô yên đừng vui mừng quá sớm trên đời này không có miếng bánh ngon nào tự nhiên rơi xuống lý mộc sinh có phải còn có mục đích nào khác hay không còn chưa chắc đâu tôi có thể hiểu Kẻ không ăn được nho sẽ nói nho xanh. Tô Yên giật giật khóe miệng, "Còn nữa, thay vì lo lắng cho tôi, không bằng lo lắng cho bản thân đi, vị trí bà sở đã ngồi vững chưa vậy?" Không nhắc đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc đến trong đầu Tô Vân tràn ngập lửa giận. Cô ta kết hôn với Sở Hướng Nam lâu như vậy, ngoại trừ đêm tân hôn hai người ở bên nhau ra, thì ngay đến giường cũng không ngủ cùng. Có phải cô còn nhớ nhung đến Hướng Nam không? Đừng tưởng là tôi không biết đêm qua anh ấy đến tìm cô, hai người đã làm gì? Tô Vân nắm lấy cánh tay Tô Yên, là cô ném anh ấy xuống biển phải không? Sao cô có thể độc ác đến vậy? Anh ấy suốt chút nữa là chết đuối rồi, ngâm người trong nước cả đêm. chương 58 Ngâm mình cả đêm Dựa vào khả năng bơi lội của sở hướng nam, không thể nào ngâm mình cả đêm được. Vậy thì thật đáng đời, xem ra đến ông trời cũng không nhìn tiếp được nữa. Tô Yên cũng chẳng kiên nhẫn được lâu, tôi còn có việc, cô muốn chút giận thì về nhà mà tìm sở hướng nam ấy. Giờ nghỉ chưa chỉ có hai tiếng, vì thế cô không muốn mất thời gian với Tô Vân. Một chiếc taxi chạy tới, Tô Yên vẫy tay, mở cửa xe ngồi vào, bác tài, bệnh viện nhân dân. Tô Yên, cô đừng đi, cô trột giả có phải không, người phụ nữ không cần mặt mũi như cô, quyến rũ cả em rể mình. Lúc xe khởi động, Tô Yên hoàn toàn coi lời nói của Tô Vân thành tiếng chó sủa. 10 phút sau, xe dừng ở cổng bệnh viện. Tô Thanh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở lối vào bệnh viện, cô đã ngồi chiếc xe này vào tối hôm qua để đến biệt thự Nam Sơn. Lẽ nào cậu cả nhà họ Lục cũng đang ở bệnh viện? Tô Yên cầu cho không gặp anh, nhưng mà càng sợ cái gì thì cái đó càng tới. Tô Yên đi thang máy lên tầng 8 của khoa nội chú, khi đi ngang qua một phòng bệnh, cô tình cờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chú hai, chú dưỡng thương cho khỏe, bớt nóng giận chút, chăm sóc tốt cho cơ thể. Giọng nói này không phải giọng của cậu cả nhà họ lục đó sao? Tô Yên vô thức dừng lại, liếc nhìn vào bên trong cửa, đã thấy lúc cận phong có vết sẹo dài trên mặt, chống nạn ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường, đứng bên cạnh Hà Huy Hạ Vũ. Trên giường bệnh là lục gia hành, trên trán quấn băng gạc, chân đắp thạch cao, mặt nạ dưỡng khí, có vẻ như vết thương quả thực rất nghiêm trọng trên miệng Lục Cận Phong nói lời quan tâm nhưng ý tứ trong lời ai cũng đều hiểu rõ đó là cảnh cáo. Đây là được lợi còn khoe mẽ, cố ý chọc tức người ta. Hai mắt lúc Gia hành trừng to, tâm trạng kích động nhìn Lục Cận Phong chầm chầm, lại không nói lời nào. Ông già đầu tóc bạc phơ lại vô cùng uy nghiêm ngồi đối diện với Lục Cận Phong, không giận tự uy, người này chính là ông nội của Lục Cận Phong, Lục Nguyên Thành. Lục Nguyên Thành cho mày, không vui liếc nhìn Lục Gia Hành, thằng hai, Tiểu Phong nói đúng đấy, bây giờ anh dưỡng sức khỏe cho tốt, chuyện ở công ty, tạm thời anh đừng quản nữa, giao cho Tiểu Phong đi. Lúc Cận Phong là người nắm quyền điều hành tập đoàn Lục Thị, nhưng cũng bị chi thứ năm không ít quyền hành. Lục Gia Hành vừa nghe ông cụ Lục tước quyền của mình, kích động đến độ tháo cả mặt nạ dưỡng khí ra, cha, vết thương của con không có gì nghiêm trọng, qua hai hôm nữa là có thể xuất viện được rồi, Tiểu Phong gãy chân càng bất tiện hơn, sức khỏe không tốt, đừng để cháu nó lao lực quá nhiều, Ông cụ lục đứng dậy, chuyện này quyết định vậy đi, anh ở lại bệnh viện dưỡng thương cho tốt, Tiểu Phong, cháu về cùng ông. Vâng, ông nội, lục cận phong chống nạng đứng dậy. Ông cụ lục vẫn chưa hồ đồ, chuyện đêm qua trong lòng ông ấy cũng hiểu được đại khái. Con cháu nhà họ lục tranh quyền đoạt lợi, đã không phải là một sớm một chiều. Thấy đám người lục cận phong sắp đi ra, tôi yên vội vàng rời đi. Lục cận phong rời đi cùng ông cụ lục, Ánh mắt lạnh nhạt dừng lại phía Tô Yên rời khỏi. Lúc này Tô Yên vừa xuất hiện, anh đã để ý đến rồi. Lục cận phong cùng ông cụ Lục rời khỏi viện. Ông cụ Lục liếc nhìn dáng vẻ khập khiễng của Lục cận phong trong lòng có chút xấu hổ. Đây là người do một tay ông ấy bồi dưỡng, cũng là đứa cháu nội, người nổi nghiệp giỏi giang nhất, khiến ông hài lòng nhất. Tiểu phong, tuổi tác của ông cũng lớn rồi, sống bao nhiêu năm qua không muốn kẻ đầu bạc tiến người đầu xanh. Ý này là ngầm chấp nhận tranh đấu giữa Lục Gia Hành và Lục Cận Phong, nhưng không được làm ra chuyện liên quan đến mạng người. Giọng điệu Lục Cận Phong lạnh lùng, vâng, ông. Nếu không phải nhìn sắc mặt ông nội, thì Lục Gia Hành cũng đã không sống đến ngày hôm nay. chương 59 Ông cụ Lục thở dài, nói tiểu phong độ tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên để ông bế chắt nội rồi. Khóe miệng Lục Cận Phong lạnh lùng cong lên, ông, chỉ cần người con gái nào kết hôn với lục cận phong cháu đều sẽ vô duyên vô cớ chết, đừng hại người ta thì tốt hơn, hơn nữa trong nhà họ lục e là chẳng được mấy người mong cháu có con đâu. Ông cụ lục vừa nghe, lạnh mặt, đanh giọng nói, lần này ai dám gây chuyện, ông tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Lục cận phong không nói, ông cụ lục cũng cảm thấy những lời này không có tác dụng gì. Lòng bàn tay mờ u bàn tay cũng là thịt, không phải con trai thì cũng là cháu nội. Minh, ông ấy có 9 đứa con trai, 5 cô con gái, cháu trai cháu gái cũng có mười mấy người, nếu thật sự là tránh đến người sống ta chết, thì ở cái tuổi của ông ấy cũng chẳng ngăn được. Vẻ mặt ông cụ lục dịu đi, cười nói tiểu phong này, đừng vậy nữa, cháu ở bên ngoài tìm trước một cô gái sinh chất trai, đến lúc đó cả cháu dâu lẫn chất trai đều cùng mang về, ông xem ai dám gây chuyện, cháu yên tâm, ông nội chắc chắn sẽ giữ bí mật. Lục cận phong thoáng liếc ông cụ lục, không có hứng thú. Tiểu Phong, ông cụ lục cố ý trầm mặt xuống, cháu nỡ lòng để ông lúc còn sống không được ôm chát trai sao? Ông có mười mấy đứa cháu trai, chỉ cần ông mở miệng, không đến một năm đảm bảo có cả trăm đứa chất trai. Ông cụ lục, Tiểu Phong, con gái nhà họ Tô đã đào hôn lần trước ấy, ông cảm thấy cô gái đó được lắm, tính cách kiên cường, hay là... Lục Cận Phong bình tĩnh ngắt lời ông cụ lục, Hạ Huy, Hạ Vũ đưa ông nội về. Hạ Vũ, ông Lục, mời lên xe. Ông cụ lục nhìn lục cận phong, cháu không về cùng ông à. Còn có việc, ba chữ đuổi ông cụ lục đi. Ông cụ lục lên xe, hạ vũ lái xe, hà huy ngồi ở ghế phụ lái. Lúc xe khởi động, ông cụ lục thở dài nói, tiểu phong cũng đã hơn 30 rồi, bên cạnh lại chẳng có cô gái nào, hai cậu nói xem có phải cháu trai tôi không thích phụ nữ không. Nó thích đàn ông chăng, hay là tôi tìm thử mấy tên đàn ông thử xem sao lời này dọa hạ vũ đến độ xem chút nữa thì đâm vào xe trước mặt. Ông cụ lục lại nói, tôi thấy hai người các cậu ở bên Tiểu Phong là lâu nhất, có lẽ Tiểu Phong rất hài lòng với hai người, không biết có phải Tiểu Phong thích loại đàn ông giống hai cậu hay không, ông già như tôi rất tiến bộ, nếu như. Hạ vũ sợ tới mức vội dừng lại, ông lục, ông yên tâm, lão đại chắc chắn là thích phụ nữ, không thích hai anh em chúng tôi. Hạ Huy cũng đầy khát khao sống sót, đúng, lão đại thích phụ nữ. Lời này vừa nói ra miệng, Hạ Huy lập tức hối hận. Nói lỡ miệng, Hạ Vũ trừng mắt nhìn Hạ Huy. Gừng càng già càng cay mà. Vài ba câu đã moi ra hết. Ông cụ lục cười, thì ra là vậy, cô gái tiểu phong thích tên gì vậy? Là cô gái nhà nào thế? Hạ Vũ Hạ Huy mặt mày đau khổ. Ông lục, ông đừng hại hai anh em bọn tôi, nếu để lão đại biết chúng tôi lỡ miệng, vậy nhất định lột ra chúng tôi luôn đó. Tôi giữ bí mật giúp hai cậu ông cụ lục cười híp híp mắt nhìn hai anh em có tôi làm chỗ dựa thay hai người thằng nhóc thối đó dám làm gì các cậu chứ hạ vũ hạ huy lắc đầu đánh chết cũng không nói ông cụ lục cũng biết không cậy được miệng họ thở dài một tiếng từ năm năm trước sau khi bị một cô gái vứt bỏ cảm thấy bị tổn thương quá nhiều luôn không chịu tìm bạn gái tôi thay nó sắp xếp hôn nhân với bốn nhà lại chẳng thành với nhà nào người làm ông nội như tôi đây sao không lo lắng được kia chứ hạ vũ Hà Huy liếc mắt nhìn nhau, ông cụ lục lại diễn tiếp, bọn họ có thế nào cũng không thể coi là thật. Bệnh viện, Tô Yên đang nghiên cứu di vật của mẹ, chiếc hộp bằng gỗ lim không có chìa khóa, nếu mở nó ra, chiếc hộp gỗ có thể bị hủy. Tô Yên không muốn đồ đạc của mẹ cô bị hỏng, nên cô chỉ có thể tạm thời không mở ra. Tô Duy nằm trên bàn nhìn chiếc hộp bằng gỗ lim, hỏi chị, chị nói xem mẹ để lại cho chúng ta cái gì trong này. Quay về chúng ta tìm cách mở khóa thử xem. Tô Yên hỏi, Tiểu Duy, hôm nay sức khỏe em sao rồi? chương 60 Như cũ, Tô Duy đột nhiên kéo tay Tô Yên chị, hay là chị đồng ý cho em xuất viện, em muốn ra ngoài xem một chút, ở bệnh viện không có bệnh cũng thành có bệnh. Không được, Tô Yên cương quyết từ chối, yêu cầu nào cũng được, chỉ có cái này là không được. Chị, Tô Duy bọt cứng mài mềm, nửa ngày thôi cũng được. Tô Yên biết Tô Duy ở bệnh viện đến phát hoảng rồi, nếu không cho ra ngoài, nói không chừng cô quay lưng đi sẽ trốn ra ngoài. Cuối tuần này chỉ có thể dẫn em đi nửa ngày. Thật sao, Tô Duy vui mừng khôn tả, chị, em yêu chị chết đi được. Thấy Tô Duy mừng rỡ đến vậy, Tô Yên cũng rất vui mừng. Cô thật mong bệnh của Tô Duy có thể khỏi để sống một cuộc sống như người bình thường. Giờ nghỉ chưa sắp hết, Tô Yên không thể ở lại quá lâu, dặn Tô Duy đừng chạy lung tung, nghe lời bác sĩ rồi mới xuất viện trở về. Vừa ra khỏi bệnh viện, xe của Lục Cận Phong chạy tới, dừng lại bên cạnh cô. Lúc này, Lục Cận Phong đã cởi khẩu trang, thay quần áo bình thường, lái chiếc xe bình thường đến không thể bình thường hơn đi tới. Tô Yên kinh ngạc, sao anh lại ở đây? Lục Cận Phong mỉm cười, vừa rồi trên đường nhìn thấy em nên qua đây. Tô Yên kéo cửa xe ngồi vào, em về công ty. Được, Lục Cận Phong khởi động xe, hỏi Yên Yên, sao em lại từ bệnh viện đi ra? đến thăm tiểu duy tô yên bổ sung thêm câu em trai tôi bệnh gì vậy có vấn đề về tim bệnh tim bẩm sinh tô yên bây giờ không ngại nói với lục cận phong về cô ấy cô cũng không giấu giếm nữa anh biết một bác sĩ tim mạch ở đây hôm nào để tiểu duy để xem thử được thôi thật ra thì tô yên cũng không còn hy vọng gì nữa những năm này tô duy đã gặp bao nhiêu bác sĩ mà vẫn không thuyên giảm không tìm được trái tim phù hợp thì sẽ không kéo dài được lâu Tô Yên nhìn lướt qua bên mặt của Lục Cận Phong, hỏi tôi qua em không về, anh không lo lắng à? Lục Cận Phong dịu dàng liếc nhìn cô, lẽ nào người làm bạn trai như anh đây còn chưa đủ tư cách? Ngay đến chút tin tưởng và tự tin này cũng không. Có. Cảm giác được tin tưởng vô điều kiện thực sự rất tốt. Trên mặt Tô Yên hiện lên nụ cười, cô đương nhiên không biết, tối hôm qua cô ngủ trong vòng tay Lục Cận Phong cả đêm. Theo Tô Yên thấy, cô xa cách Lục Cận Phong đã hai ngày, nhưng đối với Lục Cận Phong mà nói, chỉ là cách nhau vài giờ đồng hồ. Nhiều năm sau, Tô Yên mới hiểu được Lục Cận Phong tự ăn giấm chua đáng sợ tới cỡ nào. Tô Yên nhớ tới một chuyện, nói, phải rồi, công ty của em đóng cửa rồi, đổi chủ trong một đêm giờ là ông chủ khác rồi. Ừ, con người trịnh anh tài quá hèn mọn, công ty đóng cửa là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng mà khá bất ngờ, không hiểu sao tập đoàn Lục Thị lại đột nhiên mua lại. Tô Yên thực sự buồn bực, Công ty này cũng không kiếm ra tiền, dùng nhiều tiền thu mua, không có lời. Tập đoàn Lục thị không thiếu tiền. Lời này làm cho Tô Yên thật đúng là tìm không ra chỗ sai. Tô Yên nhăn mặt, cơ mà có lẽ em cũng không làm ở công ty lâu nữa, sáng ra em đã đắc tội với ông chủ mới đến rồi. Nghe vậy, một tia sáng kỳ lạ xẹt qua mắt Lục Cận Phong. Bệnh viện rất gần công ty, chỉ một chút là đã tới rồi. Lục Cận Phong an ủi nói, đừng lo lắng làm tốt công việc của em, cùng lắm thì không đi làm, về nhà anh nuôi. Lục Cận Phong thật không vui vẻ gì khi để Tô Yên suốt đầu lộ diện ra ngoài, thật hận không thể để cô cạnh mình cả ngày. Nhưng anh biết Tô Yên cũng có tham vọng của riêng mình. Anh không thể đập gãy cánh của Tổ Yên, cho nên chỉ có thể cho Tổ Yên bầu trời tự do bay lượn. Tô Yên nắm chặt tay, tự cổ vũ, em cũng không dễ dàng rút lui vậy đâu, chúng ta còn phải mua nhà, sao có thể để mình anh làm việc. Chương 61. Anh, sao anh lại đi loại xe này? Ánh mắt Lục Cận Phong khẽ liếc lên xe. Lục Minh Khánh liếc nhìn chiếc xe, lớn đến chừng này, còn chưa từng ngồi qua xe hỏng hóc rẻ mạt tới vậy. Sau khi ngồi vào, Lục Minh Khánh tò mò hỏi, "Anh, xe này anh lấy đâu ra?" "Vậy, mua ở chợ đồ cũ." Lục Minh Khánh, từ khi nào mà người nắm quyền nhà họ Lục lại nghèo túng đến độ mua một cái xe hỏng ở chợ đồ cũ vậy? lục cận phong châm một điếu thuốc hỏi ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào cũng được lắm lục minh khánh cố gắng duỗi chân chỉ phát hiện chiếc xe quá nhỏ chân anh ta không cách nào duỗi thẳng ra anh anh gọi em xuống gấp vậy không phải chỉ để quan tâm em đấy chứ trong ấn tượng của anh ta lục cận phong không phải là người chu đáo như vậy mặt mày lục cận phong không cảm xúc hỏi hôm nay có gặp chuyện gì ở công ty không không có với sức hút của em Việc chinh phục những người đó còn không phải là chuyện trong chốc lát sao?" Lục Minh Khánh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Chuyện thì không gặp, nhưng lại gặp một người khá thú vị." Hình bóng Tô Yên hiện lên trong đầu Lục Minh Khánh, khóe miệng bất giác nhếch lên. Trong làng giải trí, người đẹp nào Lục Minh Khánh chưa gặp qua? Người có thể khiến anh ta kinh ngạc không được mấy người, trước mắt người có thể làm cho anh ta có hứng thú chỉ có một mình Tô Yên. Lục Minh Khánh đã tính toán xong xuôi, Triều đến sẽ thắng cho Tô Yên làm trợ lý của anh ta. Môi lục cận phong nhếch nhếch lên, sao lại có hứng thú? Tướng mạo cô gái đó thì không cần nói, có thể lọt được vào mắt em chắc chắn thuộc cấp bậc thần tiên. Lục Minh Khánh nói, phụ nữ muốn bò lên giường của Lục Minh Khánh nhiều vô kể, vậy mà cô gái đó lại nói em không phải gu của cô ấy, nghe nói có bạn trai rồi, cơ mà chỉ cần quốc tốt, không góc tường nào là không thể đào được, chiều đến em sẽ thắng cho cô ấy làm trợ lý của em, gần quan được ban lộc. Lục Minh Khánh đang nói sinh động về cách đào góc ra sao, thì Lục Cận Phong nhẹ nhàng nói cậu muốn đào góc tường của tôi. Anh, sao em lại đào góc tường anh? Lúc Lục Minh Khánh phản ứng lại thì mặt mày như gặp xét đánh. Chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Lục Cận Phong, Lục Minh Khánh càng thêm dùng mình. Anh anh anh, anh chính là bạn trai của cô gái đó. Đừng đùa vậy chứ, Lục Minh Khánh cười còn khó coi hơn cả khóc lục cận phong thản nhiên hất nhẹ tàn thuốc yên yên không biết thân phận của tôi bây giờ tập đoàn trịnh thị đã trở thành công ty của tập đoàn lục thị rồi các công ty còn có đánh giá thăng tiến hàng năm tôi hy vọng yên yên được điều về tổng công ty ngoan một chút cậu biết nên làm thế nào rồi chứ khóe miệng lục minh khánh giật giật anh đột nhiên hiểu được tại sao chỉ sau một đêm tập đoàn trịnh thị đã bị thâu tóm anh anh thâu tóm tập đoàn trịnh thị không phải vì cô gái đó đấy chứ lục minh khánh cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh giấc cũng hy vọng đó là một giấc mơ anh ta vậy mà nhìn chúng người phụ nữ của lục cận phong vừa yêu đã thất tình ngay rồi anh ta có dám đào góc tường của lục cận phong không ấy à câu trả lời chắc chắn là không dám ánh mắt sắc bén của lục cận phong nhìn qua lạnh giọng cảnh cáo quản cho tốt cái miệng của mình đi lục cận phong đặc biệt đến để cảnh cáo anh ta cho thấy tầm quan trọng của cô gái này đối với lục cận phong lục minh khánh nào dám có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc em biết phải làm sao rồi lục minh khánh thoảng sững người cười khổ đáp anh à lần đầu tiên em ghen tị với anh lục cận phong được ông cụ lục chọn làm người thừa kế nhà họ lục lục minh khánh cũng chưa từng hâm mộ thủ đoạn mạnh mẽ của lục cận phong trong giới kinh doanh khiến toàn bộ giới kinh doanh phải run sợ anh ta chưa bao giờ ngưỡng mộ hay ghen ghét dám đấu với lục gia hành lục minh khánh cũng không ngưỡng mộ Duy chỉ có bây giờ, anh ta ngưỡng ngộ Lục Cận Phong vì đã quen biết Tô Yên trước. chương 62 Lục Cận Phong cũng hiểu được Lục Minh Khánh, vừa nghe được từ miệng anh ta có cái gì không đúng, lập tức cảnh cáo. Tiểu Khánh, cậu vẫn là đứa em trai tôi yêu thương nhất. Trong nhà họ Lục, Lục Cận Phong cũng tin tưởng Lục Minh Khánh nhất, nếu không cũng không để Lục Minh Khánh tiếp quản tập đoàn trịnh thị, cũng không để Lục Minh Khánh biết chuyện anh bị què bị hủy dung là giả, ánh mắt Lục Minh Khánh mở mịt, anh, em đều hiểu mà. Anh ta có thể lui khỏi tranh đấu quyền lợi trong nhà họ Lục, đến giới giải trí tự do vài năm cũng đều là nhờ Lục Cận Phong cho. Lục Cận Phong vỗ vai Lục Minh Khánh, lên đi. Lục Minh Khánh lên tầng, vừa vào đã thấy bóng dáng Tô Yên bận rộn. Tô Yên đang tra cứu tài liệu, cô biết năm thứ tiếng nhưng đôi khi vẫn phải tra qua tài liệu cho chính xác. Tô Yên cúi đầu bận biểu, cũng không có nhìn thấy Lục Minh Khánh, đang cầm tài liệu chuẩn bị đi phòng tài vụ kiểm tra thông tin, vừa quay đầu đã đụng phải Lục Minh Khánh. Tài liệu trong tay cô rơi là tả khắp nơi, Tô Yên vừa thấy đó là Lục Minh Khánh, vội vàng xin lỗi, xin lỗi ông chủ. Cô thật sự gặp phải vận suối quẩy mà, sáng ra đắc tội với người ta, chiều đến thì đụng phải người ta. Cả mặt Lục Minh Khánh trầm ngâm, cũng không nói gì. Trong lòng Tô Yên nghĩ, xong rồi, cô chắc chắn bị đuổi rồi. Đồng nghiệp trang ái hồng vội chạy qua, tội yên, cô làm ăn kiểu gì vậy, hấp ta hấp tấp, còn không nhặt tài liệu lên, tổng giám đốc lục, tổng giám đốc lục không sao chứ. Lục Minh Khánh lấy lại tinh thần, không nóng không lạnh nói, trụ sở chính sẽ chọn ra hai người của công ty này để học tại trụ sở chính, những ai quan tâm có thể đăng ký. Khi nghe được chuyện này, các nhân viên của công ty đều rất phân khích. Trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị, đây là nơi biết bao nhiêu người muốn chui đầu vào, Tô Yên nghe được tin này, mắt cũng sáng cả lên. Sau khi tốt nghiệp, ban đầu cô ấy nộp sơ yếu lý lịch cho tập đoàn Lục Thị nhưng bị gạt xuống, hiện tại cô có cơ hội vào đó, tiến đến một nền tảng lớn hơn, Tô Yên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đến trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị học tập chỉ có hai chỗ nhưng cả công ty có đến hàng trăm người. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Lục gia hành cũng không nói tiêu chuẩn đánh giá là gì, ngoài giờ làm việc mọi người đều đoán xem ai là người có khả năng đến trụ sở chính. Tô Yên thấy khát nên đi tới phòng trà nước rót nước, nhưng bị Trang Ái Hồng ngăn lại. Tô Yên, danh sách đến trụ sở chính học tập chỉ có hai người, cô là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Tôi mong cô có thể rút lui, điều kiện mặc cho cô ra, 100 ngàn, đủ không? Trên đời còn có chuyện tốt đến vậy sao? Tô Yên giật mình, cười nhẹ, xin lỗi, tôi cũng muốn vào tổng công ty, tôi không thể đồng ý yêu cầu của cô. Tô Yên Trang ái hồng trừng mắt nhìn Tô Yên, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, 100.000 bằng với tiền lương một năm của cô, cô không được 100.000, năm sau cô vẫn có cơ hội, sao lại muốn tranh với tôi chứ? Thật kỳ lạ, vốn là quan hệ cạnh tranh, dựa vào đâu mà cô không cạnh tranh? Tô Yên cảm thấy Trang ái hồng thật sự là cố tình gây sự, có tới hai người được chọn, tại sao cô lại lo không thể đi được? Dựa vào đâu mà cô bảo tôi lui thì tôi phải lui? nào có phải hai suất cô thật không biết hay giả vờ vậy nói là hai suất nhưng thật ra chỉ có một người được chọn thôi người kia đã được điều động nội bộ rồi quyết định nội bộ tô yên hơi kinh ngạc sao lại vậy hơn nữa lục minh khánh chỉ mới nói ra sao đã được quyết định nội bộ rồi đã vậy còn bị trang ái hồng biết được không giấu gì cô vừa rồi tôi nghe lén được trang ái hồng nói tôi nghe được tổng giám đốc lục gọi điện thoại đã quyết định nội bộ một suất cho nên tô yên cô nhất định phải lui thái độ nhờ người ta giúp vẫn đáng ghét như vậy. Cô không quen tật xấu này. Thứ cho tôi không thể đồng ý. Tô Yên nói tiếp một câu, muốn vào trụ sở chính cần dựa vào toàn bộ bản lĩnh thực sự. Tô Yên rời khỏi phòng trà nước, Trang Ái Hồng nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Yên rời đi, trong mắt xẹt qua một tia hung ác. Tô Yên, đây là cô ép tôi. Trở lại văn phòng, Tô Yên lại bận tối tăm mặt mày, cũng gác chuyện của Trang Ái Hồng ra sau đầu. Đến giờ tan sở, Tô Yên hoàn thành công việc, thu dọn rời đi. Xe của Lục Minh Khánh lái ra khỏi bãi đậu xe ngầm, từ xa nhìn thấy Tô Yên đang đứng đợi xe buýt ở ngã tư, anh ta muốn lái xe đến đó, nhưng lại anh quay sau khi nghĩ đến lời cảnh báo của Lục Cận Phong. Tô Yên đợi Lục Cận Phong ở bên đường, gửi tin nhắn, khoảng 10 phút nữa Lục Cận Phong sẽ đến. Tô Yên đang nhìn xuống thông tin, chợt nghe thấy tiếng còi xe, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Mộc Sinh đang ngồi trong xe. Lý Mục Sinh cười vẫy tay về phía Tô Yên, "Tô Yên." Chương 63. Tô Yên kinh ngạc bước tới, "Tổng giám đốc Lý, sao ông lại ở đây?" "Có chuyện liên quan đến bữa tiệc nhận người thân, tìm cô bàn bạc một chút." Lý Mục Sinh cười tươi vô cùng, "Lên xe đi." Tô Yên do dự ngồi vào, đứng ở ven đường nói chuyện phiếm thật sự không hay cho lắm. Mà Tô Yên không biết, một cảnh này vừa hay bị trang ái hồng từ công ty ra chụp được. Trang ái hồng chụp liên tiếp mấy tấm hình, góc độ rất đẹp, trong ảnh chỉ có thể thấy Tô Yên ngồi trên xe hơi sang trọng của một người đàn ông, nhưng không có chính diện người đàn ông đó, chỉ có mặt bên. Đã vậy nhìn sơ qua thì có thể biết là một người đàn ông trung niên đứng tuổi. Trang ái hồng khinh thường nói, ngay cả đàn ông trung niên cũng không buông tha, đến công ty vẫn giả bộ thuần khiết, tôi đã nói một người phụ nữ như Tô Yên sao có thể trong sạch, gương mặt chẳng khác nào hồ ly, cô ta an phận mới là đó. Đồng nghiệp bên cạnh vọng lại, tâm cơ của Tô Yên này cũng sâu quá rồi, nói không chừng buổi chiều cô ta cố ý đụng phải lục nam thần, để dẫn tới sự chú ý của lục nam thần. Đáng tiếc cho anh bạn trai nghèo rất mồng tơi của cô ta, Ice, nhìn đẹp trai vậy mà, thật đáng tiếc, bị cắm sừng mà không biết gì. Đúng vậy, tiểu mãn, chúng ta nhất định phải vạch trần con hồ ly tinh Tô Yên này, để cô không thể ở lại công ty được nữa. Một đồng nghiệp khác lo lắng, lúc trước Lưu Thịnh đắc tội với Tô Yên, cũng chẳng có kết cục tốt gì, chúng ta đừng chọc vào Tô Yên nữa, công ty đột nhiên đổi chủ, tôi cứ cảm thấy chuyện này có lẽ có liên quan đến Tô Yên, không phải lần trước cô ấy còn đeo vòng tay cả triệu à, nói không chừng sau lưng có người đấy, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Trang Ái Hồng đáp, sợ gì chứ, tôi tìm Thái Thanh Trúc hỏi thử rồi, cái vòng tay của Tô Yên là giá chỉ có mấy trăm mà thôi. Đúng đấy, sợ gì, Tô Yên ở công ty lâu vậy rồi nếu sau lưng cô ta thật có người Sao lại có thể làm ổ ở cái công ty nhỏ này? Theo tôi thấy cô ta ấy à, chỉ là ỷ vào mình có chút sắc đẹp mà làm tình nhân bên ngoài của nhà giàu mà thôi." Trang Ái Hồng đắc chí cười cười, "Tôi yên làm chúng ta mất mặt như vậy, chúng ta chỉ là vạch trần việc ác của cô ta ra mà thôi. Về đến nơi tôi sẽ nặc danh gửi những tấm ảnh này vào mail công ty, chỉ cần chúng ta không nói thì ai biết được chứ." Trang Ái Hồng nghĩ ra cách hay, đến lúc đó tôi Yên không thể ở lại công ty sẽ tự động nghỉ việc cho dù không ép được Tô Yên rời đi, thì cũng sẽ mất đi cơ hội đến trụ sở. Tô Yên ở trong xe Lý Mộc Sinh vài phút, xác nhận thời gian và địa điểm tổ chức tiệc. Ngày Lý Mộc Sinh chọn tương đối gấp, chính là vào cuối tuần. Cũng tức là nói còn hai ngày nữa. Tất cả mọi việc của tiệc nhận người thân đều do nhà họ Lý chuẩn bị, Tô Yên chỉ cần có mặt tại buổi tiệc là được. Tô Yên xuống xe Lý Mộc Sinh không bao lâu thì xe của Lục Cận Phong đi tới. Cô kéo cửa xe ngồi vào, chỉ thấy Vạn Nhất đã ngồi ở băng ghế sau, mỉm cười chào anh Vạn. Tô Yên cười rạng rỡ nhìn Vạn Nhất, tất cả đều là bởi vì Vạn Nhất là bạn của Lục Cận Phong, mà nụ cười rơi vào trong mắt Lục Cận Phong, lại làm bình giấm chua bật mở. Nhiệt độ bên trong xe giảm xuống đột ngột, vô hình trung tràn đầy sát khí. Vạn Nhất liếc Lục Cận Phong, tim đập thình thịch, trong lòng sợ hãi. Cô Tô, Vạn Nhất kiên trì đáp lại, cũng nói sang chuyện khác phải rồi, Vừa rồi tôi thấy cô Tô xuống từ xe của Lý Mục Sinh tập đoàn Lý Thị, lúc trước nghe lão đại nói, cô Tô đắc tội với nhà họ Lý, Lý Mục Sinh là tới gây rắc rối sao? Vạn nhất đương nhiên biết, Lý Mục Sinh không thể nào là đến gây rắc rồi. Lục Cận Phong đã phải người đến đánh tiếng, nhưng Vạn Nhất vẫn tò mò không hiểu tại sao Lý Mục Sinh lại tiếp cận Tổ Yên. chương 64, Phanh Xe Không Ăn Tim Tổ Yên đập loạn, dường như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Cô mặc trên người áo khoác của anh, hoàn toàn bị hơi thở của anh bao quanh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lục Cận Phong hôn càng lúc càng sâu, có cảm giác như anh đang muốn nuốt luôn cô vào bụng. Từ khi Tô Yên bắt đầu nói chia tay, Lục Cận Phong vẫn luôn cảm thấy lồng ngực mình rất nặng nề, như thể có tảng đá lớn đè lên vậy. Anh thấy khó thở, chính bởi vì người con gái mà anh luôn dốc lòng muốn bảo vệ và yêu thương đó, trong lòng không chỉ không có anh, thậm chí còn đã sinh con với người khác chưa kết hôn đã sinh con rốt cuộc đó là người đàn ông như thế nào mới có thể khiến cho cô cam tâm tình nguyện sinh con ở cái tuổi xuân thì như thế lục cận phong ghen tị với người đàn ông đó ghen đến phát điên anh không dám đi điều tra không dám đi hỏi hay thậm chí là nhắc tới sự ghen tị và tức giận bị đè nén hơn nửa tháng lại bạo phát vào đúng lúc này anh hận không thể hung ác mà chiếm lấy cô khiến cô chỉ thuộc về một mình anh ý nghĩ điên cuồng này lần đầu tiên trỗi dậy mạnh mẽ đến thế củi trong lò bếp bằng đất cháy đỏ rực tiếng lửa tí tách bập bùng Tô yên lúc này mới phản ứng lại được cô nhận thức hành động hiện tại của cả hai bèn vội vã đẩy lục cận phong ra người kia lại ôm cô chặt vào trong lồng ngực mặc cho cô có vùng vẫy như nào cũng không thoát ra được ưng ừ, ưng hành vi mất kiểm soát này của lục cận phong khiến Tô yên có hơi sợ phập trên môi truyền tới một cơn đau rát mùi máu tanh lan tràn khắp cả khoang miệng môi của tôi yên bị cắn rách lục cận phong luống cuống buông cô ra yên yên anh anh ân hận về hành động mất kiểm soát khi nãy của mình cũng không hiểu tại sao trong lòng tôi yên lại cảm thấy vô cùng uất ức cô xoay mặt qua lò bếp nhìn chăm chú vào đống lửa bập bùng tự cười chế giễu lục cận phong có phải anh cảm thấy tôi quả thật là một người phụ nữ tùy tiện đúng không vừa nãy cô cảm nhận được anh đang tức giận cùng mâu thuẫn. Lục cận phong trao chặt ấn đường, nặng nề nhìn về phía Tô Yên. Người bên đây khẽ run hàng nghi, trong ánh mắt có chút mơ hồ, mấp máy môi nói, vừa nãy chắc là trong lòng anh rất mâu thuẫn nhỉ. Anh hoàn toàn không phải không để ý gì tới quá khứ của tôi, ngược lại còn rất mực để ý. Cũng đúng thôi, có người đàn ông nào lại không để ý chuyện người phụ nữ của mình mang thai con của người khác chứ lục cận phong là người sinh ra đã ở vạch đích tính tình kiêu ngạo thân là cậu cả nhà họ lục sẽ không thể nào xài đồ của người khác đã dùng được nhưng mà anh lại cứ nhất định phải gặp tô yên tô yên lại cứ nhất định phải là người phụ nữ đã sinh con với người đàn ông khác lục cận phong siết chặt tay thành nắm đấm biểu cảm lạnh lùng bỗng anh đấm một cú vào vách tường trong nháy mắt đốt ngón tay lại đỏ ửng máu tươi chảy ra Tô Yên hoảng sợ, Lục Cận Phong, anh làm cái gì vậy? Cô vội vã lấy khăn cầm máu cho anh. Nhìn dáng vẻ người kia lo lắng cho mình, Lục Cận Phong ngơ ngác nhìn chằm chằm cô. Sau đó lại đột ngột ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng nói cũng nặng nề hẳn, "Yên Yên, chúng ta bắt đầu lại đi." Trong lòng Tô Yên cả kinh. Khoảnh khắc đó, trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Nghe Lục Cận Phong nói như thế khiến cô thấy rất vui nhưng mà lần trong sự vui thích đó lại là cảm giác tự ti, không thể nào tách ra được. Ánh lửa bên trong nhà bếp làm nổi bật lên khuôn mặt của hai người, tất cả mọi thứ xung quanh giống như phông nền, đều trở nên mơ hồ ngắt quáng. Tô Yên ngửa đầu nhìn vào góc cầm rõ ràng của anh. Cô không thể phủ nhận rằng Lục Cận Phong ở trong lòng mình đã chiếm một vị trí quan trọng, không thể nào phai mờ được. Cô rất muốn cứ thế mà gật đầu thật mạnh. Thế nhưng, Lục Cận Phong, chúng ta hãy nên bình tĩnh lại chút đi. Phàm là chuyện được quyết định dưới sự kích động, sẽ đều chỉ là những chuyện tồi tệ. Tô Yên thoát khỏi lồng ngực của anh, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc ban đầu chúng ta đều quá hời hợt, mang tình cảm ra làm trò đùa. Có thể đây là một cơ hội cho chúng ta, để hai người chúng ta có thể cùng nhau nghĩ kỹ lại. Con đường này, rốt cuộc có đi được tới đích hay không? Cả hai quen biết quá đột ngột, phát triển cũng nhanh chóng, Giống như tất cả những cảm xúc mãnh liệt đều được bộc phát ngay lúc đó. Mà bởi vì chuyện tình cảm của cả hai quá mức êm đẹp, cho nên lúc xảy ra vấn đề cũng là lúc cả hai khó có thể vượt qua được nhất. Tô Yên nói câu đó xong, quay người ra khỏi nhà bếp. Sau lưng lại truyền tới giọng nói của Lục Cận Phong. "Tô Yên, anh chưa từng coi đó là trò đùa." Tô Yên sững người lại, có cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi. Cô không quay đầu lại, cũng không cảm giác được khóe miệng của mình đang khẽ cong lên. Lục cận phong đứng yên tại chỗ, nước mưa ngoài kia không ngừng lăn xuống trên mái hiên, phía xa là cảnh núi non hùng vĩ, tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh non nước hữu tình. Thầy viên đã sửa xong bản thiết kế phát thảo, tôi yên đứng dưới mái hiên, nhìn về phía xa. Có lẽ đã ở trong thành phố quá lâu, nay cách xa trốn náo nhiệt lại bỗng cảm thấy thích cảnh núi non yên tĩnh như này. Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, thầy viên chống gậy đi tới bên cạnh Tô Yên, núi đào hoa này nổi tiếng là cảnh mặt trời mọc, cảnh tượng đó mới gọi gọi là tuyệt đỉnh, siêu đẹp mắt. Mấy năm này Tô Yên luôn bận rộn với công việc, làm gì có tâm trạng mà đi ngắm mặt trời mọc. Cảnh bình minh ngày mới, thật sự cô vẫn luôn muốn ngắm thử một lần. Tôi còn phải mang bản thiết kế phát thảo về nữa, đành hẹn lần sau vậy. Lần sau rảnh rỗi nhất định sẽ tới người trẻ tuổi đều sốc nổi như thế số người có thể điềm đạm được thật quá ít thầy viên nói một câu có hàm ý sâu xa có đôi khi bỏ lỡ một lần chính là bỏ qua cả đời hối hận không kịp tôi yên im lặng ăn cơm thôi lục cận phong bưng món ăn từ trong bếp ra ngoài thầy viên ngửi được mùi thơm bắt đầu thèm thuồng tiểu phong lần gần đây nhất cậu nấu ăn cũng đã là chuyện của mấy năm trước rồi kể ra lại thật sự là có hơi nhớ đó nha mấy năm trước Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, hai người này đã quen biết nhau lâu vậy rồi sao? Thầy viên nhìn về phía Tô Yên, ngồi xuống ăn một chút hãy đi. Tô Yên liếc nhìn đồng hồ, đã sắp không còn kịp rồi. Không được rồi thầy viên, hai người ăn đi, tôi phải về trước rồi, hôm nào lại đến ghé thăm. Bây giờ trời đã bớt mưa rồi, nếu không đi thì đợi đến tối đường sẽ càng khó đi hơn. Sao hả vũ mặc cho an hinh, Tô Yên cứ luôn thấy không yên tâm cho lắm anh đi cùng với em lục cận phong cầm lấy chìa khóa xe cụ viên hôm khác tôi lại ăn cơm cùng với ông thầy viên gật đầu vậy được tôi cũng không giữ cô cậu lại nữa trên đường đi nhớ chú ý an toàn đang có mưa đường núi không dễ đi đâu lục cận phong nhìn về phía tô yên ngồi xe anh đi không được tôi lái xe công ty tới đây phải lái trở về vậy anh lái xe chở em đường núi gồ ghề trời lại sắp tối rồi Lục Cận Phong không yên tâm để cô lái xe một mình. Tô Yên nghĩ tới lúc bánh xe bị trơn trượt, cô vẫn chưa thông thạo kỹ thuật này, cho nên cũng không dám mạo hiểm, vậy được thôi. Còn về chuyện xảy ra ở nhà bếp, hai người cũng không có nhắc lại. Tô Yên ngồi ở ghế phụ, Lục Cận Phong lái xe. Lúc xuống dốc, anh cũng không dám lái quá nhanh. Phía bên trong xe yên tĩnh, Tô Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai lại đột ngột vang lên tiếng của Lục Cận Phong. Mẹ của anh không có giới thiệu bạn gái cho anh. Hả? Tô Yên nhất thời chưa kịp phản ứng, quay đầu lại nhìn Lục Cận Phong, sau đó mới nhận ra ý người kia muốn nói là gì bèn đáp. Vậy những chuyện mà anh đã nói trước đó, cố ý chọc tức em thôi. Nghe thế, Tô Yên bỗng nhịn không được mà bật cười. Nhưng mà, chiêu khích tướng của Lục Cận Phong quả thật có tác dụng. Bởi sau khi nghe tin anh có bạn gái khác, trong lòng cô quả thật có hơi không thoải mái cô gái mà ngày đó tôi thấy tới bệnh viện thăm anh là ai đồng nghiệp lục cận phong cũng không bị tính là nói dối emily là thư ký của anh quan hệ của hai người là cấp trên cấp dưới cũng coi như là đồng nghiệp rồi công ty của các anh còn có tài xế nữ lái xe công nghệ tôi yên có hơi ngờ vực tôi thấy dáng người cô gái kia quyến rũ mặc toàn hàng hiệu nhìn kiểu gì cũng không giống một tài xế lái xe công nghệ cô ấy là thư ký của sếp không phải là tài xế Vậy cô ấy có phải là người mà anh yêu thích không? Tô Yên bỗng cảm thấy có mối nguy hiểm. Không có, Lục Cận Phong trả lời chắc như đinh đóng cột, vào lúc này cũng không hề có chút do dự nào. Dục vọng cầu sinh của ai mà không mạnh mẽ. Tô Yên khẽ hừ một tiếng, có quỷ mới tin. Cô cũng không ý thức được bầu không khí giữa hai người đang vô tình giống như trước đây. Lục Cận Phong ngoắc môi, nhìn Tô Yên mà nói, lần sau em có thể đích thân hỏi cô ấy thử. Xe chạy tới khúc cua gắt, phía đối diện lại có xe đang lái tới. Lục Cận Phong giảm tốc độ né đi, chân đạp vào phanh xe, nhưng mà xe lại không hề có tí phản ứng nào. Lục Cận Phong lập tức đen mặt. Phanh xe không ăn. Chương 65, nếu anh chết em phải làm sao bây giờ? Con đường sau cơn mưa vô cùng lầy lội khó đi, rất dễ trơn trượt, nếu không giảm tốc độ xe sẽ rất dễ xảy ra chuyện không may. Đây là chỗ khúc cua, một bên là vách đá, một bên là sườn núi chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là lập tức xe nát người mất tô yên thấy xe đang muốn tông vào xe đối diện lục cận phong lại không giảm tốc độ người lái xe phía trước cũng bị dọa đến mức không biết phải làm sao lạng lách trốn tránh sang hai bên tô yên kinh hoàng hỏi lục cận phong làm sao vậy phanh xe hỏng rồi em ngồi yên đi lục cận phong rất bình tĩnh nhanh chóng đưa ra lựa chọn đánh tay lái né chiếc xe đối diện làm cho xe dán vào vách đá, dùng cách này để giảm tốc. Va chạm kịch liệt giữa xe và vách đá dẫn đến sự sóc nảy khiến cho dạ dày trong bụng Tô Yên nhộn nhạo một hồi, cô khẩn trương nắm chặt dây an toàn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Tim muốn nhảy lên tới cổ họng. Con đường núi này quá dốc, khúc cua có rất nhiều, tiếng ma sát giữa xe và vách đá vô cùng chói tai, tốc độ xe đã giảm bớt một chút, nhưng vẫn không cách nào dừng lại như cũ. Lục Cận Phong, chúng ta có thể sẽ chết ở chỗ này ư. Bởi vì sợ hãi mà giọng nói của Tô Yên giống như vỡ hòa. Việc này quá mạo hiểm, bọn họ lúc nào cũng có khả năng sẽ lật xe, táng thân ở chỗ này. Đừng sợ, có anh ở đây. Lục Cận Phong nắm lấy tay Tô Yên, giúp cô trấn tĩnh lại. Một tay thì nhanh chóng đánh tay lái, làm cho xe cẩn thận dán vào vách đá. Xe đi qua một cái hố to, bởi vì tốc độ quá nhanh. Chiếc xe dường như rời khỏi mặt đất, bay lên. Cảm giác mất đi trọng lực làm Tô Yên sợ hãi nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy Lục Cận Phong. Nếu xe cứ tiếp tục lao xuống như vậy, lao xuống vách núi, hai người chỉ có thể chết ở chỗ này. Lục Cận Phong liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm trọng. Tô Yên nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói của Lục Cận Phong, "Tô Yên, nhắm mắt lại, đừng nhìn." Tô Yên vô thức muốn ngẩng đầu lại nghe thấy một tiếng vang lớn, là tiếng xe va vào vách đá, cô được lục cận phong che chở ở dưới thân, bên tai là một trận nổ vang, sau đó cái gì cô cũng không biết nữa. Xe đụng vào sườn núi, toàn bộ xe bị lõm vào, xe cũng bị làm cho tắt máy. Xe cách vách núi chừng một mét thì dừng lại, lật nghiêng, mà tổn hại nghiêm trọng nhất ở thân xe chính là chỗ người lái xe. Vì để làm cho Tô Yên giảm bớt sự va đập, lục cận phong tự mình đụng vào phía vách núi hai người đều hôn mê ở trong xe mà lục cận phong vẫn duy trì tư thế bảo vệ tô yên ở trong lòng mưa vẫn đang tí tách rơi giống như bông tuyết dâng lên một màn hơi nước giữa ngọn núi sau tiếng va chạm kịch liệt vang vọng núi rừng đó không gian lại trở về sự yên tĩnh toàn bộ thế giới dường như chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ không biết đã qua bao lâu sau tô yên yếu ớt mở mắt ra một giọt máu đỏ tươi từ trên trán lục cận phong nhỏ xuống trên mặt tô yên Lục Cận Phong, Lục Cận Phong, Tô Yên khó khăn mở miệng, nhưng Lục Cận Phong một chút phản ứng cũng không có. Tô Yên gấp đến độ khóc lên, trên trán anh toàn là máu, trên cánh tay cũng như vậy, cô muốn chạm vào anh, nhưng không thể vươn tới. Tinh 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 tinh, là tiếng chuông điện thoại. Em mờ thanh phát ra từ trong khe hở của xe, trong lúc va chạm điện thoại đã rớt vào đó. Tô Yên muốn nhận điện thoại, nhưng tay cô không cách nào với tới, Bên trong xe đều là mảnh thủy tinh vỡ, mờ u bàn tay của Tô Yên trong lúc kiếm điện thoại bị mảnh vỡ cắt qua, trong nháy mắt máu tuôn trào. Mà máu của Lục Cận Phong vẫn đang nhỏ lên người cô, cô đã không phân biệt được rốt cuộc trên người mình là máu của ai nữa. Lục Cận Phong, tỉnh lại đi, Lục Cận Phong, giọng nói của Tô Yên mang theo tiếng nức nở cùng sợ hãi, anh không được chết, nếu như anh chết, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh, em sẽ lập tức quay đầu tìm một người còn đẹp trai hơn anh, quên đi anh. Lục Cận Phong không có chút phản ứng nào, Tô Yên vừa vội vừa sợ, cô thử từ trong xe chui ra ngoài, chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội sống sót. Xe đang lật nghiêng lung la lung lay, hơn nữa Lục Cận Phong còn đang ở trên người cô, chân của cô bị kẹt ở chỗ ghế ngồi, miễn cưỡng cũng chỉ có thể chui được đầu ra. Nước mưa đánh vào mặt khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ. Tô Yên chớp chớp mắt, la lớn cứu mạng, cứu mạng, có ai không? Ngọn núi dường như không có người nào hơn nữa đã chế thế này, trời mưa, càng không có ai. Tô Yên chạm đến cánh tay lạnh như băng của Lục Cận Phong, cô càng luống cuống hơn. Lục Cận Phong, anh không thể chết được, có nghe thấy không, anh không thể chết được. Đúng lúc này, Tô Yên nghe được tiếng bước chân đang đến gần, cô nghiêng đầu thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo mưa đen đang từ trên núi xuống. Tô Yên nhận ra, chính là người tài xế vừa rồi lên núi kia. Cứu chúng tôi với, cầu xin anh, cứu anh ấy trước anh ấy sắp không chịu được rồi. Tô Yên giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng, cầu xin người đàn ông mặc áo mưa. Người đàn ông mặc áo mưa đến gần quan sát, nói, đừng vội, tôi lập tức cứu hai người. Người đàn ông mặc áo mưa ở bên ngoài mở cửa xe, tháo dây an toàn trên người lục cận phong, kéo anh từ trong xe ra ngoài. Bởi vì được lục cận phong che chở, Tô Yên chỉ bị một chút thương tích ngoài ra, cộng thêm chân bị kẹt trong xe đã chật khớp. Tô Yên không lo cho bản thân, cởi áo khoác của mình che mưa thay cho Lục Cận Phong. Người đàn ông mặc áo mưa nói, hai người cứ chờ một chút, tôi đi lái xe xuống dưới. Ở nơi này gọi xe cứu thương cũng không thực tế. Vết thương của Lục Cận Phong quá nặng, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt. Tô Yên gật đầu một cái, cảm ơn. Người đàn ông mặc áo mưa đi lái xe xuống đây, lúc này Tô Yên mới phát hiện đùi của Lục Cận Phong bị một mảnh thủy tinh lớn đâm vào, máu không ngừng chảy ra từ nơi đó nước mưa cuốn theo chẳng mấy chốc đã nhiễm đỏ cả mặt đất thấy sắc mặt của lục cận phong càng lúc càng tái nhợt máu cũng không cầm được cả người tô yên hoàn toàn gấp gáp giây phút này cô sợ tới cực điểm cô sợ lục cận phong cứ như vậy mà chết đi không lục cận phong anh không được chết tô yên lảo đảo nghiêng ngả trở lại trong xe đưa tay nhặt điện thoại ghế ngồi trong xe đã gần như bị biến dạng cô cũng không quan tâm tô yên lòng nóng như lửa đốt khó khăn lắm mới nhặt được điện thoại lên, lúc đó cô vô cùng luống cuống, cô muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng lại không biết gọi điện cho ai. Nhấn mở danh bạ, nhìn thấy cái tên vạn nhất, cô không chút nghĩ ngợi gọi qua. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng nói của Tô yên sen lẫn khủng hoảng và nức nở, ngài vạn, tôi với lục cận phong trên đường tới núi đào hoa đã xảy ra tai nạn. Anh ấy chảy rất nhiều máu, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Tô Yên gấp gáp vừa nói vừa khóc một tay cô dùng áo khoác che mưa giúp lục cận phong một tay cầm điện thoại gọi mà vạn nhất ở đầu bên kia điện thoại bị câu nói của tô yên làm cho khiếp sợ bật dậy khỏi ghế sofa ở đối diện vẻ mặt hạ vũ hạ huy cũng trở nên căng cứng ngài vạn làm sao vậy mau đại ca xảy ra chuyện rồi vạn nhất đang chuẩn bị đi ông cụ lục từ trên lầu đi xuống tiểu nhất tiểu phong làm sao vậy ông nội lục đại ca trên đường đến núi đào hoa xảy ra tai nạn bây giờ tình hình rất nguy cấp người đàn ông mặc áo mưa lái xe xuống dưới cùng với tôi yên nâng lục cận phong vào trong xe khi di chuyển miệng vết thương trên người lục cận phong lại bị rách ra một lần nữa trào ra máu tươi trái tim tôi yên vẫn luôn thấp thỏm lo lắng nói mau lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện giúp tôi tôi yên ôm lục cận phong vẻ mặt có chút dại ra nhìn chằm chằm gương mặt của lục cận phong giọng nói rất khẽ anh không được chết có nghe thấy không, Lục Cận Phong, nếu anh chết, em biết làm sao bây giờ? Chương 66, thân phận cậu cả Lục sắp phơi bày. Gương mặt Tô Yên dán sát vào mặt của Lục Cận Phong. Mặt của anh như đá, rất lạnh. Trên mặt là mưa, cũng là máu loãng. Tô Yên ôm anh thật chặt, tự lẩm bẩm, như vậy thì không lạnh nữa. Mặt của cô nhẹ nhàng cọ sát mặt của anh, mùi máu tanh nồng nặc tiến vào mũi, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống rơi trên mặt lục cận phong. Sắc trời đã tối, mưa vẫn rơi. Đoạn đường đến bệnh viện này, mỗi một giây một phút, Tô Yên đều cảm giác là một loại dày vò. Tô Yên liên lạc lại với Vạn Nhất, nói cho Vạn Nhất là lục cận phong được đưa vào một bệnh viện lân cận. Tô Yên liên lạc lại với Vạn Nhất, nói cho Vạn Nhất là lục cận phong được đưa vào một bệnh viện lân cận. Bác sĩ khiêng lục cận phong từ trên cáng cứu thương đặt lên giường, ga giường trắng tinh nhanh chóng bị máu trên người lục cận phong nhuộm đỏ bác sĩ nhìn vết thương trên người Lục Cận Phong, vẻ mặt rất nghiêm túc nhanh, thông báo phòng phẫu thuật bên kia chuẩn bị. Chân Tô Yên đã tê dần, bị thương, nhưng cô vẫn chạy theo xe đẩy, nhìn Lục Cận Phong bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật. Một khắc cửa phòng phẫu thuật đóng lại kia, trái tim cô lập tức giống như chìm vào đáy cốc. Bác sĩ, ông nhất định phải cứu anh ấy, cầu xin ông, mau cứu anh ấy. Tô Yên chắp tay trước ngực cầu xin người bác sĩ nọ. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ đi vào, trên hành lang trống rỗng, tôi yên dựa lưng vào bức tường lạnh như băng, cả người vẫn như cũng không nhịn được mà phát run. Chân của cô cứ thế mà nhũn ra, toàn bộ đều nhờ bức tường chống đỡ. Cô không thể nào tưởng tượng được, nếu lục cận phong chết phải làm sao bây giờ. Cô không dám nghĩ. Điện thoại một lần nữa vang lên, là An Hinh gọi tới. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Alo, tay Tô Yên run run nhấn nghe điện thoại, giọng nói vẫn không thể kìm chế được sợ hãi. An Hinh nghe thấy có gì đó không đúng, hỏi Tô Yên, cậu làm sao vậy? Tớ đã đón được Tiểu Vũ rồi, bao giờ cậu về thế? Tớ phải nói với cậu, thằng nhóc này thật quá gian xảo rồi, ở trước mặt nó, tớ phát hiện trí thông minh của tớ còn không đủ dùng, cậu từ đâu nhặt được thằng nhóc thông minh này vậy? Quen biết từ bữa tiệc rượu hôm đó, lúc An Hinh biết được Tô Yên bị phỉ báng, Hạ Vũ Mặc đã bị người nhà họ Lý mang đi, cô ấy cũng chưa gặp qua Hạ Vũ Mặc. Là chị quá ngu ngốc, chị ơi, bao giờ chị trở về thế, Tiểu Vũ rất nhớ chị. Nghe thấy giọng nói của Tiểu Vũ, Tô Yên không nhịn được mà bật khóc. Cô giao phó cho An Hinh, tạm thời tớ chưa về được, cậu thay tớ chăm sóc cho Tiểu Vũ nhé. Tô Yên, cậu làm sao vậy? An Hinh vội hỏi, xảy ra chuyện gì, bây giờ cậu đang ở đâu? Bệnh viện trực thuộc không lâu sau khi cúp điện thoại, bác sĩ tìm gặp Tô Yên, bệnh nhân mất quá nhiều máu, cộng thêm vị trí vết thương trên đùi liên tục động vào động mạch chủ, vô cùng nguy hiểm, không cầm máu được, nếu muốn sống, lúc bất đắc dĩ chỉ có thể cắt bỏ chân, xin người nhà chuẩn bị tốt tâm lý. Cắt, cắt chân. Điều này đối với Tô Yên mà nói, không thể nghi ngờ chính là sấm sét giữa trời quang. Bác sĩ đưa tờ giấy thông báo tình trạng nguy kịch muốn Tô Yên ký, nhưng tay cô đang phát run, căn bản là ký không được bác sĩ ông hãy cứu lấy đôi chân của anh ấy được không chân phải giữ được mạng cũng phải giữ được cầu xin ông cô không thể ký cái này cô không thể để cho lục cận phong mất đi hai chân chân và mạng sống đây là một lựa chọn khó khăn tình huống của bệnh nhân rất nguy cấp các người đưa tới quá muộn lượng máu bị mất trên người bệnh nhân đã lên tới một phần ba rồi tình trạng này rất nguy hiểm tôi hy vọng cô chuẩn bị tâm lý thật tốt bác sĩ nói với điều kiện y tế trước mắt của bệnh viện lúc này không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể cắt bỏ chân để bảo vệ mạng sống. Ai dám động vào chân của đại ca? Vạn nhất vội vàng chạy đến, anh ta không ngờ tình huống của Lục Cận Phong còn nguy cấp hơn so với trong tưởng tượng, đến mức phải cắt bỏ chân. Lục Cận Phong đã giả què, lần này lại muốn cắt chân, đây không phải là thật sự tàn phế sao? Lục Cận Phong kiêu ngạo như vậy, sao có thể chấp nhận cơ thể mình không được trọn vẹn? Theo sát sau lưng vạn nhất là Hạ Vũ và Hạ Huy ngài vạn tôi yên nhìn thấy vạn nhất hoảng loạn trong lòng giường như được chấn an một chút anh mau cứu anh ấy đi anh ấy không thể chết được chân của anh ấy cũng không được mất cô yên tâm vạn nhất nói sau đó lại quay qua bác sĩ bây giờ lập tức chuyển viện bác sĩ nghe xong thì vội nói bây giờ không thích hợp để chuyển viện nếu như các người kiên trì muốn chuyển viện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra ông yên tâm tất cả kết quả chúng tôi tự gánh vác Vạn Nhất nói với Hạ Vũ Hà Huy, lập tức mang đại ca lên xe. Bệnh viện đã không được, vậy chỉ có thể đưa tới trụ sở chính của ám giả. Vâng, ngài Vạn. Hạ Vũ Hà Huy lúc này đều nghe theo sắp xếp của Vạn Nhất. Vạn Nhất là người đứng thứ hai của ám giả, Lục Cận Phong xảy ra chuyện, Vạn Nhất có quyền ra bất kỳ quyết định gì. Tô Yên nghe thấy bác sĩ nói Lục Cận Phong có thể sẽ nguy hiểm, có chút do dự, ngài Vạn Vạn nhất nói cái này cũng là ý của người nhà đại ca. Lục cận phòng gấp rút được mang lên xe, ngay cửa bệnh viện có nguyên một loạt xe đang đỗ, trận thế vô cùng lớn. Tô Yên muốn đi cùng, cô không yên lòng. Cô Tô, cô không cần đi theo đâu. Vạn nhất ngăn cô lại, người nhà của đại ca đều đang ở trên xe. Ông cụ Lục và Trần Tố Anh đều ở đó, hơn nữa là đi đến trụ sở chính của ám dạ, Tô Yên không thích hợp đi theo. Các người muốn chuyển anh ấy tới bệnh viện nào? mắt Tô Yên nhìn vào trong xe, chỉ có thể thấy Trần Tố Anh đang ngồi ở đó. Cô Tô, đại ca không thể trì hoãn nữa. Tô Yên nghe hiểu được, đây là không muốn nói cho cô biết. Có người nhà của Lục Cận Phong ở đây, còn cần cô lo lắng cái gì? Cô cũng không phải người nhà của Lục Cận Phong, có tư cách gì đi theo. Ngài vạn, nếu như thật sự chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi, xin anh nhất định hãy chọn mạng sống của anh ấy, anh ấy không thể chết được. Được, vạn nhất không nhiều lời, lên xe. Xe khởi động, cuốn theo bụi rời đi. Tô Yên đứng ở cửa bệnh viện đưa mắt nhìn theo, xe đã đi xa rồi, nhưng cô vẫn nhìn như cũ. Tô Yên, trời đất, sao trên người cậu lại nhiều máu như vậy, bị thương ở đâu, để tớ nhìn một chút. An Hinh vừa xuống xe đã thấy Tô Yên đang đứng ở cửa. Quần áo Tô Yên bị nước mưa và máu thấm ướt, nhìn có chút dọa người. Hạ vỗ Mặc cũng đi theo, nhìn thấy cả người Tô Yên đều là máu, khóc lên chị, chị bị thương rồi, chị chảy nhiều máu quá, hu hu, chị không được chết. Trong nhận thức của đứa trẻ, đổ máu có thể sẽ chết, chứ đừng nói là Tô Yên đang máu me khắp người. Tiểu Vũ đừng khóc, chị không sao hết, đây không phải là máu của chị. Máu trên người Tô Yên dường như đều là của Lục Cận Phong. An Hinh lo lắng nói, xem cái chán của cậu kìa, còn tay nữa, khắp nơi đều là vết thương, còn nói không có chuyện gì, nhanh đi vào cho bác sĩ kiểm tra đi. Trong lòng Tô Yên toàn bộ đều là nỗi lo lắng về lục cận phong, căn bản không quan tâm đến vết thương trên người mình. Cho dù là vết thương nhỏ đi chăng nữa, cũng là bị thương. An Hinh sao có thể để cho Tô Yên tùy ý không lo lắng cho chính mình như vậy, cộng thêm hạ vũ mặc khóc như mưa, lúc này Tô Yên mới chịu thỏa hiệp, vào bệnh viện kiểm tra. Đầu Tô Yên từng chịu va đập, bị hôn mê trong thời gian ngắn, kiểm tra xong có kết quả là chấn động não nhẹ, An Hinh ép Tội Yên nằm bệnh viện quan sát, dưỡng thương. Có An Hinh và Hạ Vũ mặc nhìn chầm chầm, Tội Yên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm viện. Một đêm này, Tội Yên vẫn luôn lo lắng cho tình trạng của Lục Cận Phong, cứ cách nửa tiếng lại gửi một tin nhắn đến cho Vạn Nhất, hỏi xem tình hình của Lục Cận Phong thế nào rồi. Nhưng tất cả tin nhắn đều chìm vào đáy biển. Càng như vậy, trong lòng Tội Yên càng trở nên lo lắng hơn. Cô không biết suốt cuộc Lục Cận Phong được mang đến bệnh viện nào ở đế đô, vì sao người nhà Lục Cận Phong lại không muốn cô đi theo? Tô Yên nhớ đến trận thế hùng hậu ở trước cửa bệnh viện lúc mang Lục Cận Phong đi, Lục Cận Phong chỉ là một tài xế lái xe công nghệ, cho dù trong nhà có chút tiền đi chăng nữa, cũng sẽ không dàn trận lớn như vậy chứ. Mới đầu cô tưởng là người của Vạn Nhất, bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đó Vạn Nhất nói là người nhà của Lục Cận Phong. Cô đã từng gặp Hạ Vũ, Hạ Huy, hai người họ không phải là vệ sĩ của cậu cả Lục, người cầm quyền nhà họ Lục sao? lúc đó cô lo lắng cho tình trạng vết thương của Lục Cận Phong, không nghĩ đến điều này. Vì sao Hạ Vũ lại xuất hiện cùng một chỗ với vạn nhất? Lục Cận Phong, Hạ Vũ, nhà họ Lục. Trong đầu Tô Yên xẹt qua một cái gì đó, cô khiếp sợ không thể tin được. chương 67, Hạ Vũ mặc dậy dỗ sở hướng Nam. Suy nghĩ kỹ thì cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tô Yên không dám nghĩ tiếp nữa. Cả đêm nay, Tô Yên mất ngủ, tin tức tội yên xảy ra chuyện rất nhanh đã truyền đến nhà họ tô nhà họ lý đến sở hướng nam cũng biết sáng sớm hôm sau sở hướng nam mang một bó hoa tươi tới vẻ mặt lo lắng tội yên em có bị thương ở đâu không bác sĩ nói thế nào sao lại xảy ra tai nạn xe thế sở hướng nam tới khiến tội yên cảm thấy chán ghét hơn nữa cả đêm còn lo lắng cho lục cận phong đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì nên sắc mặt không được tốt lắm. Cảm ơn sự quan tâm của cậu sở, tôi rất ổn, đi thong thả không tiến." Tô Yên trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Sở Hướng Nam nhướng mày, thâm tình chân thành nói: "Tô Yên, nghe nói em bị thương, anh rất lo lắng cho em, lúc đó anh đã nghĩ, nếu như em thực sự xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao bây giờ? Tô Yên, anh phát hiện ra bản thân mình thực sự rất yêu em, không thể nào không có em được." Bất ngờ nghe lời ngon tiếng ngọt khiến Tô Yên ngẩn người, lập tức bật cười cười lạnh nói cậu sở quả thật là phong lưu đa tình nếu những lời này mà bị tô vân nghe thấy được không biết sẽ nghĩ như thế nào nhỉ tô yên giữa chúng ta có thể đừng nhắc tới tô vân được không sở hướng nam tiếp tục nói những lời thâm tình nhìn thấy vết thương trên trán trên tay tô yên vẻ mặt đau lòng sao lại xảy ra tai nạn xe được chứ xuống xe lái xe phải cẩn thận một chút chứ nếu không thì đừng đi làm nữa em là con gái nuôi của nhà họ lý sao còn phải đi làm nữa chứ Lẽ nào nhà họ Lý không tốt với em? Chỉ là làm vẻ bên ngoài thôi sao?" Câu nói cuối mang theo ý tứ thăm dò. Sở Hướng Nam đang thăm dò xem Tô Yên ở nhà họ Lý rốt cuộc có địa vị như thế nào. Tô Yên lại không phải là đồ ngốc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sở Hướng Nam đang có chú ý gì. Vốn dĩ Tô Yên chỉ là thất vọng với Sở Hướng Nam thôi nhưng bây giờ đã đến mức phản cảm gai mắt rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của Sở Hướng Nam, Tô Yên không muốn nói một từ nào. Sở Hướng Nam, anh đừng có không biết xấu hổ, kết hôn rồi còn đến quấy giày Tô Yên nhà chúng tôi. An Hinh mua bữa sáng rồi đến cùng Hạ Vũ mặc. Vừa nhìn thấy Sở Hướng Nam, dù sao An Hinh cũng nhìn không vừa mắt, vô cùng oán hận. sắc mặt Sở Hướng Nam nhất thời trở nên khó coi, nhưng nhìn thấy là An Hinh, cô cả nhà họ An, anh ta đành phải đè nén lửa giận xuống. Cô An, tôi và Tô Vân chỉ là một hồi sai lầm, đó không phải là chủ ý của tôi, tôi vẫn luôn thích Tô Yên. Ánh mắt sở hướng nam dịu dàng nhìn Tô Yên, tôi muốn bù đắp những sai lầm lúc trước của mình, một lần nữa bắt đầu lại với Tô Yên. Anh nằm mơ giữa ban ngày sao, anh là người đàn ông đã kết hôn còn muốn dụ dỗ Tô Yên nhà chúng tôi ư, thật không biết xấu hổ, anh đừng có nhập nhằng với Tô Yên nhà chúng tôi nữa. An Hinh vô cùng tức giận, cảm thấy giận dữ bất bình thay Tô Yên, anh không thấy Tô Yên nhà chúng tôi không chỉ không thích anh mà còn rất chán ghét sao, sao ra mặt anh dày như vậy chứ, còn vô lại không chịu đi. Từng câu từng chữ của An Hinh đâm thẳng vào lòng Sở Hướng Nam, đã là người đàn ông có lòng tự trọng cũng sẽ không thể chịu nổi sự sỉ nhục này của An Hinh. Sở Hướng Nam đè nén cơn giận, "Cô An, xin chú ý lời nói của mình, đây là chuyện giữa tôi và Tô Yên, không tới phiên một người ngoài như cô nhúng tay vào." An Hinh tức giận nói, "Anh bắt nạt Tô Yên thì tôi phải quản rồi." Tô Yên lạnh lùng nói, "Hinh Hinh nói không sai chút nào." Sở Hướng Nam nếu anh có lòng tự trọng thì không nên tự đến rước lấy nhục nhã nữa, anh đi đi, đưa đồ của anh đi luôn đi. Chủ ý của Sở Hướng Nam là muốn làm lành với Tô Yên, cũng không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt, có An Hinh ở đây, anh ta muốn xoa dịu mối quan hệ với Tô Yên cũng khó. Được, vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày khác anh lại tới thăm em. Sở Hướng Nam lạnh lùng nhìn An Hinh một cái, xoay người rời đi. Hạ Vũ Mặc vẫn luôn không nói chuyện, đảo mắt một cái, Nhân lúc Tô Yên và An Hinh không chú ý, chạy ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo Sở Hướng Nam. "Chú ơi." Hạ Vũ Mặc kéo góc áo Sở Hướng Nam, giọng nói êm dịu mềm mại, lớn lên rất dễ thương, bất kỳ ai nhìn thấy cũng yêu thích. Nhưng Sở Hướng Nam không thích. Anh ta biết đứa bé này trước đó xuất hiện trong tiệc họp mặt gia đình. "Là cháu hả, sao cháu lại ở đây?" Vừa rồi Sở Hướng Nam bị An Hinh chọc tức đến đau đầu, cũng không chú ý đến Hạ Vũ Mặc. Chú ơi, mắt chú đúng là bị mù rồi, vừa rồi cháu cũng ở trong phòng bệnh mà. Hạ vũ mặc biểu môi nhả ra một câu, vẻ mặt khinh thường. Nói anh ta bị mù sao? Sắc mặt sở hướng nam nhất thời trở nên rất khó coi nhưng hành lang bệnh viện người lui tới đều là người nhà bệnh nhân và bác sĩ, anh ta không thể so đo với một đứa con nít được. Sở hướng nam đột nhiên phản ứng lại, nhìn chăm chăm hạ vũ mặc trước mặt, cháu nói vừa rồi cháu ở trong bệnh viện, cháu và Tô Yên, rốt cuộc là có quan hệ gì? Lẽ nào đứa bé này thực sự là con riêng của Tô Yên? Tô Yên thực sự chưa kết hôn mà đã sinh con sao? Nếu không sao đứa bé này lại ở bên cạnh Tô Yên chứ? Tôi là trẻ mồ côi, lần trước bị chú người xấu lừa, chị thấy cháu đáng thương cho nên nhận nuôi cháu. Hạ Vũ Mặc nói như sắp khóc chú, chị cháu là người tốt, chú thích chị cháu đúng không? Chú đẹp trai như vậy, Tiểu Vũ rất thích chú, cháu cũng muốn chú và chị gái ở bên nhau, cháu có thể giúp chú theo đuổi chị gái. Nghe vậy, sở hướng nam thở phào nhẹ nhóm, thì ra là nhận nuôi. Lời nói của của hạ vũ mặc khiến sở hướng nam có chút hứng thú, bất kể là người nào, đều thích nghe những lời nịnh nọt. Hơn nữa đều nói trẻ con sẽ không lừa người, vừa nghe hạ vũ mặc nói thích mình, cơn giận trên mặt sở hướng nam cũng tiêu tan, hả? Cháu giúp tôi theo đuổi như thế nào đây? Phụ nữ ấy mà, đều phải dỗ dành mới được. Hạ vũ mặc cười hì hì, đột nhiên kẹp chặt hai chân, chú ơi, cháu mắc tè, Chú có thể đưa cháu đi đến nhà vệ sinh không? Sở Hướng Nam nhíu mày, giọng nói non nớt của Hạ Vũ Mặc vang lên, chị thích nhất là những người đàn ông thích giúp đỡ người khác, chú lại đẹp trai như vậy, nhất định cũng là người tốt. Đứa trẻ này, miệng thật là ngọt. Sở Hướng Nam thấy dáng vẻ rất nôn nóng của Hạ Vũ Mặc, nói, "Được thôi, tôi đưa cháu đi." "Cảm ơn chú, chú thật là tốt." Hạ Vũ Mặc cười hì hì, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt sở hướng nam dẫn hạ vũ mặc đến nhà vệ sinh nhanh đi tẻ đi chú ơi chú giúp cháu cởi quần được không cháu không cởi được hạ vũ mặc giả vờ không cởi quần được vẻ mặt nôn nóng sắp khóc đến nơi sở hướng nam nhìn thấy quần lót quá chặt ngồi trồm hổm xuống được rồi tôi giúp cháu cởi sở hướng nam duỗi tay giúp cậu bé cởi quần vừa cởi xong đột nhiên nghe thấy hạ vũ mặc vội vàng la lên chú ơi cháu không nhịn nổi nữa Sở Hướng Nam còn chưa kịp phản ứng lại, trên mặt đã cảm nhận được một luồng nhiệt, mùi nước tiểu khai khai tràn ngập mũi. Anh ta bị đứa bé tè vào mặt. Sở Hướng Nam bị bất ngờ không kịp đề phòng, trên mặt trên quần áo đều là nước tiểu, mùi hương này thì càng không cần nói đến nữa. "Chú ơi, thật xin lỗi." Hạ Vũ mặc kéo quần lên chạy ra ngoài. "Thằng nhóc kia, đứng lại cho tôi." Sắc mặt Sở Hướng Nam âm trầm đáng sợ. Hạ Vũ mặc chạy đến cửa nhà vệ sinh quay đầu lại làm mặt quỷ với sở hướng nam, hừ, dám bắt nạt chị tôi, chị gái là của tôi, ai cũng không được bắt nạt cả. Lúc này sở hướng nam mới ý thức được mình bị một đứa bé đùa bỡn. Thằng nhóc thối, đứng lại cho tôi. Sở hướng nam vô cùng tức giận, đi nhanh qua đó, lần này hạ vũ mặc không chạy bị anh ta bắt được. Dám trêu chọc tôi, thằng nhóc thối, xem tôi dạy dỗ cháu như thế nào. Sở hướng nam tức giận đùng đùng, Sở Hướng Nam vươn tay muốn đánh cậu bé, tay còn chưa hạ xuống, Hạ Vũ Mặc đột nhiên than khóc long trời lở đất. Đánh trẻ con, chú người xấu đánh trẻ con. Chương 68, lời phản bác của Hạ Phi. Hạ Vũ Mặc gào khóc như vậy, lập tức kinh động đến bác gái đang quét dọn nhà vệ sinh. Bác gái quét dọn nhà vệ sinh nhìn thấy Hạ Vũ Mặc bị đánh, vô cùng sốt sắng đi qua đó, chỉ thẳng mặt Sở Hướng Nam trách móc, sao cậu có thể đánh đứa bé chứ, đứa bé này mới bao nhiêu tuổi chứ? Hạ vũ mặc tiếp tục kêu khóc, bà ơi cứu cháu với, cháu không quen chú người xấu này đâu, chú này muốn đánh chết cháu, đau quá. Sở hướng nam bị chọc tức đến huyết áp tăng vọt, đứa nhóc này chỉ biết nói dối thôi. Anh ta muốn đánh chết nó lúc nào chứ? Anh ta căn bản còn chưa ra tay nữa mà, cũng chưa từng đụng tới nó. Bác gái nghe thấy thấy tiếng bà ơi này thì rất đau lòng, giật đứa bé từ trong tay sở hướng nam. Thì ra là kẻ buôn người, mấy tên buôn người bây giờ cũng cản rỡ quá nhỉ, chạy đến tận bệnh viện để bắt cóc đánh đập trẻ con luôn đấy. Bác gái lấy điện thoại ra, bắt lấy sở hướng nam, cậu đừng hòng bỏ chạy, bây giờ tôi báo cảnh sát để cảnh sát bắt cậu lại. Hạ vũ mặc đắc ý đứng sau người bác gái lẻ lưỡi với sở hướng nam, khỏi phải nói có bao nhiêu kiêu ngạo. Đồ danh con, sở hướng nam vô cùng tức giận. Úi trà, đánh người à, bà ơi, bà xem, chú kia lại muốn đánh cháu nữa kìa. Hạ Vũ mặc trốn phía sau người bác gái, lại giả vờ khóc mấy tiếng. Còn dám đánh người, bác gái với lấy cây trổi lau nhà bên cạnh đánh vào người sở hướng nam, tên buôn người đáng ghét, trông văn nhã lịch sự mà lại dám làm chuyện thất đức như thế này, bạn nhỏ, cháu đừng sợ, bà bảo vệ cháu. Dừng tay, sở hướng nam bị đánh bất ngờ không kịp né tránh. Kia là một cây trổi lau nhà vệ sinh, không cần nói cũng biết mùi như thế nào cả người nồng nặc mùi nước tiểu cộng với mùi từ trổi lau nhà vô cùng khó chịu khiến sở hướng nam tức giận đến mức chán nổi đầy gân xanh. Động tĩnh bên này cũng kinh động đến một vài người, bác gái dọn vệ sinh khẽ bảo người ta báo cảnh sát, bắt tên buôn người này lại. Đường đường là cậu cả nhà họ sở, nếu như bị xem thành kẻ buôn người mang đến đồn cảnh sát thì thực sự sẽ trở thành chuyện cười kinh thiên động địa. Anh ta không thể vứt hết thể diện đi được. Sở hướng nam chỉ đành chịu đựng sự buồn bực này buông ra, sở hướng nam giận giữ vùng vẫy thoát khỏi bác gái kia, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Vô cùng nhếch nhác, mùi nước tiểu trên người quá nồng, người đi đường đi qua đều bịt mũi, tránh ra xa. Mặt sở hướng thiên càng đen hơn, cởi áo khoác ra lau mặt rồi ném vào thùng rác. Tô Yên phát hiện ra không thấy hạ vũ mặc đâu, nhanh chóng ra ngoài đi tìm thì thấy bác gái dọn vệ sinh tốt bụng đưa hạ vũ mặc quay về. Hạ vũ mặc dỗ bác gái dọn vệ sinh vui đến nở gan nở ruột, Hai người vừa cười vừa nói chuyện. Tiểu Vũ, em chạy đi đâu đấy? Tô Yên vô cùng lo lắng. Đứa nhỏ này là con cô à, thật đẹp, kẻ buôn người bây giờ càn rỡ thật đấy, dám chạy đến bệnh viện để bắt cóc người, đứa bé nhà cô thiếu chút nữa bị kẻ buôn người bắt đi đấy. Bác gái dọn vệ sinh xoa đầu Hạ Vũ Mặc, cười nói, đứa trẻ này thật khiến cho người ta yêu thích. Bà ơi, Tiểu Vũ cũng thích bà, vừa rồi cảm ơn bà đã giúp cháu đánh người xấu miệng hạ vũ mặc như được bôi mật cái miệng này thật ngọt bà thực sự rất thích cháu bác gái dọn vệ sinh vui vẻ cười tâu toét tô yên và an hinh nhìn nhau cảm thấy có chút khó hiểu sau đó trở lại phòng bệnh hạ vũ mặc mới thành thật nói rõ chuyện đã xảy ra nghe thấy sở hướng nam bị tè lên mặt an hinh cười như được mùa tiểu vũ em giỏi quá quá hả giận tô yên nghe xong cũng bật cười nhưng mà nghĩ tới tính khí của sở hướng nam dặn dò nói tiểu vũ lần sau không được như vậy chị rất cảm ơn em đã ra mặt giúp chị nhưng mà em còn nhỏ dễ phải chịu thiệt nếu như không phải lúc đó có bác gái dọn vệ sinh giúp đỡ thì em phải làm sao đây chị yên tâm đi em chạy rất nhanh lần sau sẽ không để bị bắt nữa lần này là sơ ý thôi tiểu vũ vẻ mặt tôi yên nghiêm túc hạ vũ mặc khéo léo nói tiểu vũ biết rồi lần sau sẽ không như vậy nữa An Hinh nhỏ giọng nói với Hạ Vũ Mặc, "Tiểu Vũ, chuyện này lần sau cứ kêu chị." Hai người nháy mắt ra hiệu, đạt được tiếng nói chung. Sở hướng Nam rời đi không bao lâu thì vợ chồng Lý Mục Sinh cũng tới, sau khi hỏi han quan tâm một lúc mới để Tô Yên nghỉ ngơi dưỡng thương. Tô Yên không muốn ở lại bệnh viện, cha nuôi mẹ nuôi, con không có gì đáng ngại đâu, con muốn ra viện." Lưu Tuyết Lam nói, xảy ra tai nạn xe có nghiêm trọng như vậy, thiếu chút nữa mất mạng rồi cái gì gọi là không có gì đáng ngại chứ, ở lại thêm vài ngày quan sát đi, mẹ nuôi quay về hầm canh tẩm bổ cho con. Lý Mộc Sinh hỏi, Tiểu Yên, vừa rồi con nói còn có người xảy ra tai nạn cùng với con sao, người đó thế nào rồi? Người nhà anh ấy đã đưa anh ấy đi rồi ạ. À? Nhắc tới Lục Cận Phong, Tô Yên cũng không nói nhiều, cô càng không dám nói suy đoán của mình cho Lý Mộc Sinh biết. Lý Mộc Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm, ông nhận được tin Tô Yên xảy ra chuyện, Đương nhiên cũng biết Lục Cận Phong xảy ra chuyện, nhưng mà tin tức của nhà họ Lục bên kia bị ém rất kỹ, tình hình cụ thể thế nào cũng không nghe ngóng được. Lục Gia Hành và Lục Thừa Mẫn cũng có hành động, Lý Mộc Sinh không biết bản thân có thể thắng cược hay không. Nếu Lục Cận Phong không có chuyện gì, ông ta sẽ thắng. Nếu như Lục Cận Phong xảy ra chuyện, ông ta không thắng cũng sẽ không thua. Vợ chồng Lý Mộc Sinh ở lại bệnh viện một lúc, công ty Lý Mộc Sinh còn có việc phải làm lưu tuyết lam vội vàng trở về nhà hầm canh cho tô yên cũng rời đi sau khi vợ chồng lý mục sinh ra về tô đình nghiêm và tần phương linh cũng đến tô yên bảo an hinh đuổi họ đi cô không muốn gặp ai trong hai người họ vạn nhất bên kia còn chưa có tin tức lòng cô nóng như lửa đốt chị ơi chị khát nước không tiểu vũ rót nước cho chị nhé hạ vũ mặc rất hiểu chuyện biết quan tâm người khác tiểu vũ ngoan chị không khát nước Tô Yên vừa dứt lời thì điện thoại đã vang lên, là Vạn Nhất gọi điện tới. Tô Yên vội vàng nhận máy, "Anh Vạn, anh ấy thế nào rồi?" Vẫn chưa qua cơn nguy kịch, chân tạm thời được bảo vệ. Vạn Nhất nói lấp lửng. "Chưa qua cơn nguy kịch." Tô Yên lý nhí nói, sau đó hỏi, "Tôi có thể đi gặp anh ấy được không?" "Chỉ e là không tiện lắm." Vạn Nhất nói, "Cô Tô, cô kiên nhẫn chờ tin tức đi." Máu trong cơ thể lão đại gần như đã bị thay một lần tạm thời giữ được tính mạng nhưng bác sĩ nói có thể sẽ để lại di chứng hơn nữa không biết lúc nào mới tỉnh lại có thể không thể tỉnh lại nữa lòng tôi yên như rơi xuống hầm băng không tỉnh lại nữa là có ý gì có khả năng trở thành người thực vật giọng nói vạn nhất trầm xuống cô tô nếu như lão đại trở thành người thực vật cô cũng đừng đau lòng quá anh ấy dùng tính mạng cứu cô đây là điều anh ấy can tâm tình nguyện anh ấy cũng không muốn nhìn thấy cô đau lòng tin tức vạn nhất mang tới khiến tâm trạng tôi yên nặng nề hơn. Vừa nghĩ tới dáng vẻ lục cẩn phong bảo vệ cô lúc xe đâm vào vách đá, nước mắt nhất thời chảy dài. Đời này có một người đàn ông dùng tính mạng để bảo vệ thì có bao nhiêu may mắn và hạnh phúc chứ? Trụ sở chính của ám giả. Vạn nhất cúp điện thoại, trên mặt đột nhiên lóe lên ý cười. Đột nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên. Ai nói Lục Cận Phong sẽ trở thành người thực vật chứ? Sa Thành Nghị tôi chưa bao giờ thất bại, anh ta đã qua cơn nguy kịch, nhiều nhất là mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Vạn Nhất quay đầu lại, mỉm cười, không phải là tôi muốn giúp đại ca sao, anh ấy đánh cược cả tính mạng để cứu Tô Yên, khổ nhục kế đấy, cơ hội tốt như vậy mà không dùng thì quá lãng phí rồi. Nói xong, Vạn Nhất nhìn Hạ Phi phía sau Sa Thành Nghị, đây không phải chiêu của cậu, khổ nhục kế cộng với đánh chết cũng không buông tay thì không có người phụ nữ nào không theo đuổi được cả. Hạ Phi phỉ nhổ, khổ nhục kế mà thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nếu như truyền ra ngoài, thủ lĩnh của ám giả vì theo đuổi phụ nữ, mất mạng vì tai nạn giao thông, chắc hẳn sẽ bị người ta chê cười mấy năm luôn đấy. chương 69, Hạ Phi lên lớp lục cận phong. Lời lẽ chua ngoa của Hạ Phi khiến vạn nhất giật khóe môi một cái. Hai, cậu còn nhỏ, không hiểu chuyện tình cảm yêu đương của người lớn đâu. Đợi cậu lớn lên, gặp được một người mà cậu tình nguyện muốn bảo vệ, Tới lúc đó tự động sẽ biết thôi. Lúc vạn nhất biết được Lục Cận Phong suýt chút đã mất mạng vì bảo vệ Tô Yên, bản thân anh ta cũng vô cùng khiếp sợ. Một người đàn ông lại coi tính mạng của một người khác quan trọng hơn cả tính mạng mình. Suốt cuộc nên gọi là may mắn hay là bất hạnh đây? Lục Cận Phong bây giờ đang nằm đó, với tư cách là bạn bè, điều mà vạn nhất có thể làm là nói phóng đại bệnh tình của Lục Cận Phong. Nói không chừng, như thế thì có thể khiến hai người kia gương vỡ lại lành. Hạ Phi quả thật còn quá nhỏ để hiểu mấy thứ này. Sa Thành Nghị lườm vạn nhất một cái, đừng có mà dạy hư Hạ Phi, tôi còn phải trông cậy vào nó để kế thừa sự nghiệp của tôi đó. Nó còn nhỏ, yêu đương rách việc. Vất vả lắm Sa Thành Nghị mới gặp được một người có thiên phú về y khoa như này, chính vì thế mà anh ta một lòng muốn bồi dưỡng Hạ Phi trở thành người nối nghiệp của mình. Cho nên, dĩ nhiên không thể để cho vạn nhất phá hoại. Sa Thành Nghị, cậu như vậy là ích kỷ lắm đó không thể chỉ vì cậu muốn tìm người nối nghiệp mà bắt hạ phi của chúng ta cô đơn cả đời chứ vạn nhất kéo hạ phi qua nói hạ phi nhóc đừng có nghe lời cậu ta nói hai hạ phi lắc đầu giở giọng điệu như ông cụ non mà nói tôi mới bốn tuổi rưỡi thôi hai anh nói chuyện tìm bạn gái với tôi có thích hợp không hả vạn nhất cười gượng nhìn về phía sa thành nghị ở kia hỏi lại thích hợp không sa thành nghị hư một tiếng lạnh mặt lại vạn nhất hợp tác cười nói hình như quả thật là không thích hợp lắm tôi tới thăm đại ca lục đây hạ phi hiện tại đang là thành viên của ám giả vì thiên phú rất cao nên cho dù là sa thành nghị hay là ông tiết cũng đều có ý muốn nuôi dưỡng cậu bé trở thành người nối nghiệp trong lòng hạ phi lục cận phong là lãnh đạo của ám giả cũng là người duy nhất cậu bé nể trọng và muốn vượt qua nhất sau vài tiếng lục cận phong đã tỉnh lại rồi người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi mở mắt là hạ phi Hạ Phi nhỏ bé bận bịu trong phòng bệnh. Nhìn thấy Lục Cận Phong đã tỉnh, nó lại rót một ly nước mang tới, thầy sa có nói rồi, sau khi tỉnh lại thì uống miếng nước. Mặc dù cách làm việc của Hạ Phi rất chín chắn, rất giống một người lớn tí hon. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn là trẻ con, lúc được cậu bé nhỏ xíu này mang nước đưa tới, trong lòng Lục Cận Phong lại có cảm giác mềm nhũn không nói được thành lời. Anh uống nước xong, môi vẫn còn khô nứt. Hạ Phi lại lấy bông tai đã thấm nước lau nhẹ lên môi cho anh. Xem ra em đã thích nghi với nơi này rồi. Lục Cận Phong nhìn Hạ Phi nói, tôi đã cho người đi tìm cha mẹ của của em. Trước đó Lục Cận Phong có hứa với Hạ Phi sẽ giúp cậu bé tìm cha mẹ, Hạ Phi lại không nghĩ anh sẽ thực sự đi tìm. Nó nhìn anh, buông lỏng tay xuống, nói cảm ơn đại ca Lục. Trông em không vui lắm. Phản ứng của Hạ Phi rất bình thản. Cậu bé nhìn Lục Cận Phong, nói từ lúc mới vừa chào đời tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy cha mẹ của mình cũng không có người nhà cho nên cũng không có thứ gì gọi là vui hay buồn lời lẽ thành thục nhưng giọng điệu lại non nớt được phát ra từ một đứa trẻ chuyện này khiến lòng của lục cận phong đột nhiên cảm thấy chua sót loại cảm giác đau xót từ tận đáy lòng khiến anh thật bỗng muốn ôm lấy hạ phi vào lòng cuối cùng lại chỉ là đưa tay sờ đầu cậu bé nói sau này nơi đây chính là nhà của em tôi chính là người nhà của em hạ phi cười cười cảm ơn đại ca lục lục cận phong nhoẻn miệng cười hạ phi bảo vạn nhất tới đây anh muốn hỏi thăm tình hình của chị tô kia chứ gì chị ấy không sao cả hạ phi như nhìn thấu được lục cận phong nó ngồi trên ghế thở dài hai đại ca lục trên đời này thiếu gì cỏ thơm anh hà tất cứ phải đơn phương yêu mến một cành hoa như vậy lục cận phong Phàm là dạy dỗ con quá mức thông minh thì người thiệt thòi cuối cùng chính là bản thân mình, Hạ Phi hiện tại lại còn nói mấy câu triết lý như này để lên lớp anh nữa chứ. Em còn nhỏ. Hạ Phi bĩu môi, hành động này nhìn giống hệt với Hạ Vũ Mặc. Lục Cận Phong một thoáng ngây ngốc khi nhìn thấy được hình ảnh của Hạ Vũ Mặc xuất hiện trước mặt mình. Đứa bé đó, còn giàu hoạt hơn cả cáo. Hạ Phi thì thiên về kiểu trưởng thành hơn một chút, đôi khi cũng sẽ vẫn có khía cạnh của một đứa trẻ con. Nói tới Hạ Vũ Mặc, Lục Cận Phong cảm thấy đứa trẻ đó cũng là thiên phú bẩm sinh. Nếu như cố gắng dạy dỗ, nhất định sẽ trở thành một người có khả năng ngoại giao rất tốt. Ám dạ đang cần một người như vậy. Đứa bé kia lanh lợi, đáng tiếc là Tô Yên đã nhận nuôi rồi, anh cũng không thể dụ dỗ tới ám dạ được. Hạ Phi đứng lên, nhún vai nói tôi còn phải đi huấn luyện nữa, đại ca Lục, chúc anh may mắn. Lục Cận Phong, giọng điệu khinh khỉnh như này, thật sự rất khiến người ta khó chịu nha. Vạn Nhất nghe Lục Cận Phong đã tỉnh, lập tức vội vàng chạy qua. "Đại ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em còn tưởng cả đời này không được nhìn thấy anh nữa." Vạn Nhất rất kích động, nhìn biểu cảm lại lố vô cùng. "Không chết được đâu, Lục Cận Phong tối sầm mặt, đều là cậu chủ ẻo đó." "Đại ca, chuyện này cũng không thể trách em được, ai biết lại xảy ra tai nạn xe hơi chứ." Vạn Nhất khẽ nói lục cận phong nhớ tới tình cảnh lúc đó tô yên lái xe của công ty mà xe của công ty đều được kiểm tra đúng thời hạn làm sao có thể có chuyện thắng không ăn được chuyện xe thắng không ăn cậu đi điều tra giúp tôi thử xem thế nào vạn nhất lập tức nghiêm túc trở lại đại ca anh nghi ngờ đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn điều tra thì biết thôi lục cận phong cũng không dám khẳng định nhưng mà nếu đúng là có người làm người lái lại là tô yên có người nhắm vào cô anh nhất định không thể nào bỏ qua được. Được, Vạn Nhất nói, đúng rồi đại ca, bác gái với ông nội lục có gọi điện tới, bọn họ muốn tới thăm anh. Không cần, động thái quá lớn sẽ khiến cha con lục gia hành kia sẽ nghi ngờ. Vạn Nhất nói, em đã cho người đi theo dõi hai cha con đó rồi, bọn họ đúng là có hỏi thăm nhưng cũng không có động thái gì quá lớn. Lục Cận Phong nói một câu đầy ẩn ý, nhà họ Lục bây giờ cũng đã dối ren lắm rồi. Đại ca, anh muốn thu lưới rồi, vạn nhất nghĩ tới một chuyện, nói, đại ca, em thấy trước hết anh nên nghĩ cách làm sao qua được cửa ải của cô Tô kia đi, cô ấy có lẽ đã đoán được thân phận của anh rồi. Lúc đó tình hình của Lục Cận Phong rất nguy kịch, ông cụ Lục và Trần Tố Anh đều rất lo lắng nên đã cùng tới nơi đón anh. Trước cửa bệnh viện lúc đó giàn trận hùng hổ như vậy, Tô Yên nhất định đã đoán được rồi. Không sao, Lục Cận Phong ngoài miệng nói nhẹ tinh nhưng mà trong lòng lại không dám đối mặt với tô yên hạ phi đang luyện môn xà kích trong phòng huấn luyện ông tiết lúc này đi vào hạ phi à nghỉ ngơi chút đi ông tiết vẫy tay gọi hạ phi chỉ bình thản nhìn một cái sau đó tiếp tục luyện tập lúc bắn xong hết đạn trong tay mới đi tới ông tiết có chuyện gì khắp vầng trán của hạ phi đều đổ mồ hôi lúc vừa tới trên đảo cậu bé gầy guộc như khỉ khô trải qua mấy tháng huấn luyện đã có da có thịt rồi, cũng đã cứng cáp lên không ít. Không phải trước đó con nói luôn muốn tìm em trai sao, lần này hay là nói với đại ca Lục đi. Không cần, Hạ Phi rất muốn tìm em trai của mình, nhưng cậu bé lại không muốn dắt em trai lên đảo bèn nói, sau này con sẽ tự mình đi tìm. Nơi đây huấn luyện rất khắc nghiệt, một mình cậu bé chịu khổ là đủ rồi. Chờ sau này lớn lên, trở nên mạnh mẽ thì sẽ có thể bảo vệ được cho em trai. Nếu như bây giờ mà tìm thấy em trai, ông Tiết nhất định sẽ mang em trai lên đảo. Ông Tiết thật đúng là có ý định này. Hạ Phi là một cậu nhóc thông minh hơn người, nếu như có một em trai ruột vậy thì thằng bé kia nhất định cũng không phải dạng vừa. Nhận thấy mầm non trên đảo không có ai dùng được, ông Tiết lại nghĩ ngợi nhiều cách để lừa gạt, à không, phải là nghĩ ngợi nhiều cách để tìm kiếm mấy đứa nhóc thiên phú. Chương 70, Hạ Vũ mặc hạ bệ Lý Văn. Ông Tiết hậm hực nở nụ cười hạ phi ông cũng là muốn để hai anh em tụi con đoàn tụ một mình em trai con lưu lạc bên ngoài không an toàn đâu mang nó tới đảo thì con cũng có bạn rồi trong suốt cuộc nói chuyện hạ phi luôn nhìn chằm chằm vào ông tiết vô cùng nghiêm túc mà nói ông tiết đừng có ý đồ gì với em trai của con con không đồng ý cho nó lên đảo đâu ông tiết bị nói chúng tim đen cười xoa nói ông chỉ thuận miệng nói vậy thôi không tìm thì không tìm không phải là do ông lo lắng đó sao con nhỏ tuổi như vậy đã lang bạt bên ngoài, đáng thương biết mấy. Nếu ai gặp phải em trai của con, người đó mới thật sự là đáng thương. Có ý gì? Hạ Phi không nói tiếp nữa, uống một ngụm nước rồi tiếp tục tập luyện. Hai anh em lớn lên cùng nhau, Hạ Phi dĩ nhiên biết rõ em trai của mình. Một thằng nhóc lanh lợi, ngưu mẹo gian manh, lăn lộn bên ngoài cũng không phải khó khăn gì lắm. Đây cũng là lý do vì sao dù Hạ Phi sốt ruột nhưng lại không đi tìm em trai mình. Bây giờ cậu bé còn quá yếu kém. Chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn, đợi đến lúc vượt mặt đại ca lục rồi mới có thể đi tìm em trai của mình. Ông Tiết bĩu môi, già rồi lại hành động như con nít mà khẽ hừ một tiếng, chắp tay sau lưng rời đi. Ông Tiết, ai chọc ông giận thế? Hạ Phi đâu? Sa Thành Nghị từ ngoài đi vào. Tự mình tìm đi, ông Tiết trỗi dậy tính khí nhỏ nhen sa thành nghị vừa nhìn đã biết chuyện lại đi tìm hạ phi để nó chọc tức rồi không nhắc tới thì thôi vừa nhắc tới thì ông tiết đã lập tức dừng chân lại giống như một ông già tính nét trẻ con mà quay sang mắng vốn với sa thành nghị tiểu sa à cậu nói xem tôi có lòng tốt bảo hạ phi đi tìm em trai nó lại không hề cảm kích tôi đã lớn tuổi vậy rồi hao tâm tổn sức như thế tôi cũng khổ sở lắm chứ hạ phi còn có em trai sa thành nghị kinh ngạc anh ta thật sự là không biết chuyện này hạ phi có em trai chuyện này hiện tại chỉ có mỗi ông tiết biết được tôi cũng biết mới đây thôi hai anh em tụi nó trước đó chia cắt hạ phi gặp được tôi một đứa khác thì không biết hiện tại đang ở đâu ông tiết cảm thấy vô cùng tiếc nuối không thể nhặt được cùng lúc hai đứa bé sa thành nghị vừa uất ức vừa phẫn nộ ông khẳng định là có lòng tốt muốn tìm em trai cho hạ phi chứ không phải là muốn gạt thằng bé lên đảo đó chứ Chuyện này sao có thể nói là gạt chứ, tôi đây cũng là tuyển dụng nhân tài cho ám dạ thôi. Cậu nhìn Hạ Phi có thiên phú cao như vậy, tôi nghe được Hạ Phi nói em trai của nó cũng là một hạt giống tốt. Cho nên, hê hê, ông Tiết vừa cười vừa xoa xoa tay, hận không thể gạt được thằng nhóc kia tới được. Sa Thành Nghị gật đầu nói, cho nên là muốn gạt được thằng nhóc đó tới đây. Ông Tiết, dù sao thì tim đen cũng bị nói chúng rồi, ông Tiết cũng không giấu giếm nữa. Hạ Phi có thiên phú như nào cậu cũng thấy rồi đó, cậu cũng không muốn nhận một học trò giống như thế sao? Ông Tiết bắt đầu giật dây. Nhân tài là kiểu mà ai cũng đều khao khát muốn có được. Trong đám nhóc con trên đảo này chỉ có Hạ Phi là có thiên phú về y học, hơn nữa còn là thiên phú toàn diện. Những đứa trẻ khác có đứa giỏi về lĩnh vực xạ kích, có đứa giỏi về lĩnh vực kỹ thuật, có đứa lại nổi bật trên phương diện đánh tay đôi, cũng có đứa thì am hiểu về lĩnh vực chỉ huy đường dài. Thế nhưng những người đó lại không đủ chỉ tiêu của người kế thừa mà ám dạ muốn bồi dưỡng. Bọn họ là kiểu chỉ có thể làm binh lính chứ không thể làm tướng được. Sa Thành Nghị cũng có chút dao động, nghĩ ngợi nói, Hạ Phi không cho tìm, vậy chúng ta chỉ có thể bí mật tìm kiếm. Tôi cũng nghĩ như thế. Cuối cùng, ông Tiết cũng tìm được người đứng chung thuyền với mình bèn nói, tôi không ra khỏi đảo được, cho nên chuyện tìm người này, tiểu Sa, giao lại cho cậu sa thành nghị không bày ra biểu cảm gì tôi cũng không ra khỏi đảo được nội quy trên đảo chính là không có chuyện khẩn cấp thì không được rời khỏi đảo mà bình thường thì sa thành nghị cũng không thích ra bên ngoài anh ta chỉ yêu thích ngồi ngâm mình trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu mà thôi bảo anh ta đi tìm người chỉ e là nằm mơ hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thanh nói hạ huy hạ huy sành sỏi về chuyện tìm người giao chuyện này cho anh ta quả là không sai Hạ Huy làm nhiệm vụ quanh năm bên ngoài, càng tiện lợi để tìm người hơn. Ông Tiết và Sa Thành nghỉ cùng đi tìm Hạ Huy, vừa nghe nói tới chuyện giúp họ tìm người, anh ta đã lập tức vỗ ngực nói, không thành vấn đề. Tô Yên nằm trong bệnh viện hai ngày, cuối cùng cũng xuất viện. Lưu Tuyết Lam một mực bảo cô tới nhà họ Lý tịnh dưỡng. Tô Yên cũng không cản được Lưu Tuyết Lam, cuối cùng chỉ có thể tạm thời dắt Hạ Vũ mặc tới nhà họ Lý. Cô chọn sống ở nhà họ Lý cũng là muốn tránh được chút phiền phức. Từ lúc cô nằm viện, Tần Phương Linh và Tô Đình Nghiêm ngày nào cũng tới, Sở Hướng Nam lại sai người mỗi ngày thay một bó hoa mang vào. Sống ở nhà họ Lý, tạm thời sẽ không cần lo chuyện phải đuổi đám người đó nữa. Hạ Vũ mặc lanh lợi hoạt bát, lại biết cách lấy lòng nên khiến Lưu Tuyết Lam cũng mở cờ trong bụng. Bà ta rất mực yêu thích Hạ Vũ mặc, cũng rất chiều chuộng cậu bé còn cố tình kêu người tới xây chỗ vui chơi trong sân cho Hạ Mạc Vũ. Có Hạ Mạc Vũ, nhà họ Lý không còn bầu không khí ảm đạm nữa, thay vào đó là náo nhiệt hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều là tiếng cười nói. Hàng ngày Lý Mục Sinh đi làm trở về lại nghe thấy tiếng cười nói của vợ mình và Hạ Mạc Vũ ở trước cửa nhà, tâm trạng cũng trở nên rất tốt. Hạ Vũ mặc chính là thần vui vẻ, cậu bé có thể khiến tất cả mọi người xung quanh đều yêu thích mình. Nhưng mà, có người vui thì cũng có người khó chịu. Trước đó trong nhà này, người được chiều chuộng nhất là Lý Văn. Bây giờ Tô Yên và Hạ Vũ Mặc mới dọn tới thì anh ta đã bị ngó lơ, giống như người tàng hình vậy. Lý Văn vô cùng buồn bực, nhưng mà hết lần này tới lần khác, anh ta lại không thắng được Hạ Vũ Mặc. Ví dụ như lúc Lý Văn đang chơi game rất hăng say, đột nhiên lại cúp điện, cúp điện. Hạ Vũ Mặc, Lý Văn nắm lấy bộ điều khiển trò chơi nghiến răng nghiến lợi gào một tiếng. Bà nội xinh đẹp ơi, cậu lại nạt con rồi. Hạ vũ mặc tỏ ra vẻ sợ hãi. Lưu Tuyết Lam lập tức xông tới hiện trường, Lý Văn, con thử nạt tiểu vũ lần nữa xem, tiền tiêu vặt tháng này cắt bớt 10 vạn. Lý Văn, ban đêm, Lý Văn muốn trả đũa hạ vũ mặc nên bắt một con cóc thả trên giường của cậu bé, sau đó đắc ý trở về phòng. Lý Văn chờ suốt buổi tối cũng không nghe được tiếng kêu thảm thiết của thằng nhóc, Mãi cho tới khi ngủ quên mất lúc nào không hay. Sáng hôm sau, lúc Lý Văn Mơ màng thức giấc, bỗng cảm thấy có gì đó đang động đậy trong chăn. Anh ta vén chăn lên nhìn, lại sợ đến thót tim nhảy dựng. Ở trong chăn là mấy chục con cóc với đôi mắt to tròn đang nhảy loạn đầy giường, có mấy con nhảy tới trên người của anh ta, khiến người ở đây sợ tới mặt mày đều co rúm. Ha ha ha, Hạ Vũ Mặc đứng ở trước cửa ra vào, ôm bụng cười to. Hạ Vũ Mặc tao không để yên cho mày đâu. Lý Văn gào lên một tiếng. Bà nội xinh đẹp ơi, cậu lại nạt con rồi. Lưu Tuyết làm chỉ mất 3 giây để xuất hiện ở hiện trường. Lý Văn, tiền tiêu vặt tháng này của con giảm còn 20 vạn. Còn nạt tiểu vũ thêm lần nữa thì con dọn luôn ra ngoài cho mẹ. Lý Văn khóc không ra nước mắt. Mẹ, con là con ruột của mẹ mà. Con tự coi lại thái độ bẩm trợn của mình đi. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, suốt ngày cả lơ phất phơ, thật sự chẳng giống mẹ với cha con tí nào cả. Hôm nào mẹ phải quay lại bệnh viện hỏi thăm, có khi nào ngày đó ấm nhầm người rồi không? Lưu Tuyết Lam nắm tay Hạ Vũ mặc, giọng điệu lập tức quay ngoắt 180 độ, tiểu Vũ à, bà nội làm đồ ăn ngon cho con, sau đó sẽ dắt con ra ngoài chơi nhé. Lý Văn, đây là mẹ ruột của anh ta đó. Vâng ạ, à, Hạ Vũ mặc rất ngoan ngoán, lựa ngay lúc Lưu Tuyết Lam không nhìn thấy lại lập tức bày ra vẻ mặt tinh danh nhìn Lý Văn. Thằng nhóc thối, Lý Văn giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì được. Lý Văn nhiều lần đấu đá bị thất bại, lại nhiều lần từ thất bại đó lại chờ mình đấu đá tiếp, vô cùng kiên cường bất khuất. Trải qua mười mấy trận đấu đá như thế, tiền tiêu vặt của anh ta cứ theo đó mà trở thành số âm. Lý Văn đầu hàng, nửa đêm lại đi vào phòng của Hạ Vũ mặc thương lược, "Ông trời con, cậu chịu thua rồi, đừng tiếp tục chơi khăm cậu nữa. Chúng ta ngừng chiến, hòa bình chung sống nhé, sao hả?" Hạ Vũ mặc bày ra vẻ mặt đắc ý ngồi xếp bằng trên giường, nháy ánh mắt to tròn, ngửa khuôn mặt bánh bao sữa kia lên, cười nói cậu, sức chiến đấu của cậu yếu quá, có vậy đã chịu thua rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 3